Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 145. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Nói thật, bây giờ ta thấy hối hận khi tìm người. Theo ta được biết, không chỉ binh gia ta có người muốn ngươi chết, ngay cả Thích gia, Đạo gia cũng có người muốn ngươi chết. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ còn không dám tùy tiện ra tay, vẫn đang xem chừng người sau lưng ngươi. Người sau lưng ta? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Sau lưng ta có người nào? Là ai vậy? Sao ta không biết? Nam tử trung niên khẽ nói. Nếu sau lưng ngươi không có ai, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Không nói những chuyện này nữa, lần này ta bảo ngươi đi Vũ Đế học viện là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là hy vọng ngươi có thể đại biểu cho một mạch sát phạt binh gia ta tranh thủ cho binh gia ta một nguyên thạch. Nếu như ngươi có thể tranh thủ được một nguyên thạch cho binh gia ta, sau đó lại cống hiến cho binh gia, lão tổ hắn không nợ cũng phải nợ nhân tình này. Nói đến đây, gương mặt của nam tử trung niên trở nên chân thành, nếu như ngươi có thể khiến cho lão tổ nợ ngươi một nhân tình, sau này sẽ có lợi cho ngươi. Câu này là lời thật lòng của ta đấy. Dương Diệp im lặng. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Còn có một việc nữa, bây giờ ngươi đã thật sự lọt vào tầm mắt của rất nhiều người, trước đây ngươi ở trong bách tộc còn chưa bước vào giới của chúng ta, không quan tâm ngươi lợi hại thế nào, đối với chúng ta, ngươi vẫn là một người ngoài. Mà bây giờ, ngươi đã ở trong giới này, sau này sẽ có càng nhiều người để ý tới ngươi. Đây là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là có thể sẽ có người lựa chọn đầu tư vào ngươi, chỗ xấu chính là có người muốn giết chết ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Phức tạp. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta cũng không thích phức tạp, nhưng không có cách nào, có vài thứ chúng ta không cách nào tránh khỏi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Một chuyện cuối cùng, ngươi biết Viên lão không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Sao vậy? Nam tử trung niên nói. Ngươi nên tôn kính với hắn một chút, chuyện này sẽ không có hại cho ngươi, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Viên lão rốt cuộc là ai? Nam tử trung niên lắc đầu. Ta cũng không biết hắn là ai, dù sao khi ta tới một mạch sát phạt, hắn đã ở đó. Trên dưới binh gia ta, có lẽ chỉ có lão tổ biết lai lịch của hắn. Dù sao, không quan tâm hắn là ai, hắn chắc chắn không có ác ý với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Nam tử trung niên nói. Trong thư nhập học này có địa chỉ và cách đi tới Vũ Đế học viện. Bây giờ còn một tháng nữa mới tới lễ khai giảng của Vũ Đế học viện. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên khiêm tốn một chút, có thể đừng gây chuyện nữa. Vậy nếu như người khác chọc tới ta thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên khẽ nói. Kiếm của ngươi dùng làm gì? Cái khác thì ta không dám cam đoan. Nhưng ta dám cam đoan một điểm là ở binh gia ta, nếu ai giết ngươi, ta nhất định sẽ lấy mạng hắn để báo thù cho ngươi, không quan tâm đối phương là ai, đương nhiên ngoại trừ lão tổ ra, dù sao ta đánh không lại hắn. Dương Diệp nói, có thể đừng chờ tới lúc ta chết mới báo thù cho ta được không? Cứu ta trước khi ta chết không được sao? Nam tử trung niên nói, ta không phải nói chẳng may à, nói chung, bản thân ngươi kìm chế một chút. Dứt lời. Nam tử trung niên trực tiếp biến mất ở trong du điện. Trong điện, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói. Vũ Đế học viện, họ Dương. Lúc này, Viên lão đột nhiên xuất hiện ở trong du điện. Hắn đi rồi sao? Viên lão hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Viên lão. Viên lão nói. Hắn xem như là nhân tài không nhiều trong lịch sử của binh gia từ trước tới nay. Chí hướng của hắn không ở binh gia. Nếu không trước đây hắn chính là phù chủ của một mạch sát phạt, nếu như hắn là phù chủ một mạch sát phạt cũng không đến mức rơi vào tình trạng như bây giờ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, người cũng không tệ, người trẻ tuổi rất có các tính, sát phạt quyết đoán, không dây dưa, làm việc dứt khoát, rất hợp với ta. Chỉ là thế nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lão già khẽ lắc đầu. Chỉ là quá khích. Tính cách quá khích sẽ khiến ngươi gây ra rất nhiều thù hằn. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, trên đời có người hoàn mỹ sao? Lão già lắc đầu. Dương Diệp cười rơi. Vậy còn không phải sao? Con người không thể hoàn mỹ, ngươi thấy thế nào? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, sau đó nói.
phù ấn của thiếu niên kia ở trong tay ngươi à? Dương Diệp nói. Đúng vậy. Lão già nói. Cho ta được không? Nói xong, ánh mắt của lão nhân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Được. Nói xong, hắn cong tay bắn ra, phù ấn này lập tức bị hắn kéo ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó rơi vào trước mặt lão già này. Sau khi phù ấn ra ngoài liền muốn phá không rời đi, nhưng ngón tay của lão già kia nhẹ nhàng điểm một cái, phù ấn này lập tức trở nên yên tĩnh. Lão già nhìn phù ấn trước mắt. Cho dù ngươi có chút do dự, ta cũng sẽ không cần vật này. Nhưng ngươi khiến ta bất ngờ. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Lão già nói, vật ấy là do một người có thân phận rất cao trong Chí Mạch tạo ra. Nếu nó ở trong tay ngươi, chỉ có thể mang đến tai họa cho ngươi. Có lẽ ngươi không sợ, nhưng nếu như đối phương đột nhiên ra ta ly, trừ khi là bản tôn của tiểu tử vừa rồi xuất hiện, nếu không, ngươi gần như phải chết. Tiểu tử vừa rồi. Dương Diệp ngây người, rất nhanh liền hiểu rõ. Đối phương nói là tiểu sư Xê Thúc. Viên lão trước mắt tự nhiên lại gọi đối phương vì tiểu tử. Lúc này, viên lão lại nói. Ta tạm thời giữ vật này cho ngươi một thời gian, chờ sau khi người kia rời cơ đi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, viên lão xoay người rời đi. Vì sao phải giúp ta? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Viên lão dừng bước, sau đó nói. Không có nhiều người nhìn thuận mắt thôi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong du điện. Trong điện, Dương Diệp im lặng. Sau một khắc, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trên diễn vũ trường. Nửa bước thánh nhân. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên du điện. Trong phút chốc, tay phải của hắn chậm rãi vươn ra và muốn ra tay, mà vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay của lão già khẽ động, cái phù ấn này xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đồ ở chỗ của ta. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người lão già. Trả lại sao? Lão già lắc đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Mọi người đều nói viên lão ngươi là người thần bí nhất trong sáu mạch của binh gia ta. Hôm nay ta muốn thử xem. Đúng lúc này, nam tử trung niên ngừng nói. Bởi vì lão già cách xa hắn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn trước lúc nào, chỉ một bước xa. Mà hắn tự nhiên không phát hiện lão già làm thế nào đến trước mặt hắn được. Lão già nhìn nam tử trung niên nói. Từ khí tức thì thấy được, tối đa một năm nữa là ngươi có thể thành thánh nhân. Hôm nay, ta quản chuyện vớ vẩn này, một năm sau, nếu như trong lòng không phục thì tới tìm ta. Dứt lời, lão già đột nhiên vung tay phải lên. Ầm. Nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị đánh bay ra khỏi du sơn mấy vạn dặm. Ngoài du sơn mấy vạn dặm, nam tử trung tuổi kia đứng ở trên một đỉnh núi, từ xa nhìn du sơn, trong mắt có tò mò, có nghi ngờ, còn có vẻ nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Hắn biết lão già kia thần bí chắc hẳn rất cường đại, nhưng hắn không ngờ được lão già kia tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Lão già này cuối cùng là ai? Trong đầu nam tử trung niên đầy vẻ nghi ngờ. Du điện. Viên lão xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, phù ấn kia cũng xuất hiện. Giờ phút phù ấn này rất hiên tĩnh, hiển nhiên đang kiêng kỵ gì đó. Viên lão nói. Phù ấn này, tên là Cự Linh Ấn, một trong sáu ấn của Chí Mạch. Sở dĩ ấn này mạnh mẽ vì bên trong có một thần linh lớn. Thần linh lớn. Dương Diệp không hiểu. Viên lão nói. Trước đây có một vị chiến tướng thần tộc có lực lượng vô cùng mạnh. Tuy nhiên ở trong trận đại chiến kia, thần linh lớn này chết trận, sau đó lực lượng của hắn bị một lão già của binh gia phong ấn ở trong ấn này, người sử dụng nó có thể dựa vào ấn này để phát động lực lượng của thần linh lớn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta quan sát thân thể ngươi không tệ, vật ấy vừa lúc thích hợp với ngươi. Dương Diệp nhận lấy phù ấn này, sau đó nói. Cảm ơn. Cảnh tượng trước đó khi viên lão đẩy lui nam tử trung tuổi kia, hắn đã nhìn thấy. Thực lực của lão già trước mặt này thấp nhất cũng là cấp thánh nhân. Một vị thánh nhân. Chỉ là Dương Diệp không nghĩ ra, tại sao đối phương phải ở lại nơi này, một mạch sát phạt chỉ còn trên danh nghĩa. Dương Diệp cũng không hỏi, đối phương không nói về việc này, hắn hỏi cũng uổng công. Lão già đưa Cự Linh Ấn cho Dương Diệp, sau đó liền rời khỏi du điện. Trong điện, Dương Diệp nhìn Cự Linh Ấn trước mắt, hắn cong tay bắn ra một giọt máu tươi trực tiếp tiến vào trong Cự Linh Ấn. Máu tươi tiến vào,
Cự linh ấn chấn động mạnh, rõ ràng là đang phản kháng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, có tin ta dùng một kiếm hủy ngươi không? Nói xong, trong tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm. Chính là thánh kiếm, kiếm này có mức độ sắc bén tuyệt đối có thể hủy diệt được cự linh ấn. Ngươi có cá tính, ta còn có cá tính hơn ngươi. Cuối cùng, cự linh ấn không phản kháng nữa. Nó cũng là thần vật nên cũng có linh trí. Khi cự linh ấn không phản kháng nữa, Dương Diệp lập tức thành lập được một ít liên hệ cùng cự linh ấn. Tâm niệm hắn thoáng động, cự linh ấn lập tức lơ lửng ở trước mặt của hắn, nhìn cự linh ấn trước mắt, Dương Diệp hơi cong khóe miệng, khẽ cười. Bây giờ hắn có hai thanh kiếm là kiếm thủ và đoạn tội, còn có thần dực cùng với găng tay, bây giờ lại có thêm một cự linh ấn, cả người hắn đều là trang bị cấp thần. Trang bị cấp thần. Lấy thực lực cùng trang bị của hắn bây giờ thì hoàn toàn không kém hơn cường giả đại thiện cảnh. Dương Diệp lấy ra thư thông báo nhập học của Vũ Đế Học Viện và xem, sau đó hắn im lặng. Bản thân hắn không muốn đi tới học viện gì đó, ngược lại không phải hắn tự cao tự đại, cảm thấy học viện gì đó không có cách nào dạy hắn được gì cả, mà hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ có lợi thì dĩ nhiên là phải đi. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử võ đạo văn minh tiền sử là dạng gì. Còn có nửa tháng, Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn tu luyện, bởi vì bây giờ bất kể là phương diện kiếm đạo hay là phương diện cảnh giới, hắn đều đã đạt đến bình cảnh. Khi tu luyện cũng có hiệu quả vô cùng kinh người. Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều cùng Tiểu Bạch và Thiên Tú đi dạo loạn bên trong Tu Du Sơn. Sở dĩ hắn dám để cho Tiểu Bạch đi ra là bởi vì có Viên Lão. Tà vật này rõ ràng cũng đang e ngại Viên Lão, bởi vậy tuyệt đối không theo hắn. Tuy nhiên, Viên Lão đã cảnh cáo hắn, không thể để cho Tiểu Bạch ra khỏi Du Sơn. Dương Diệp dĩ nhiên không dám để cho Tiểu Bạch ra ngoài, tiểu tử này rất nghịch ngợm, cho dù không có tà vật này, chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, khi chơi đùa ở Du Sơn, hắn cũng theo thật sát bên cạnh Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Viên Lão hơi tò mò về Tiểu Bạch cùng Thiên Tú, đặc biệt là Thiên Tú, còn cố ý hỏi Dương Diệp về lai lịch của Thiên Tú. Dương Diệp nói chuyện của Thiên Tú xong, cuối cùng Viên Lão im lặng rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng. Dương Diệp rời khỏi Du Sơn và đang muốn rời khỏi binh giới đi tới Vũ Đế Học Viện gì đó, mà lúc này, đột nhiên có đoàn người ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Trong đó, có một vài người khiến Dương Diệp nhìn quen mắt, ví dụ như Tô Lang. Mà giờ phút này, Tô Lang đứng ở phía ngoài. Dẫn đầu là một người thanh niên khác, hắn mặc một bộ trường bào màu tím cao quý, trong tay cầm một chiếc quạt giấy màu tím. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Thế nào? Người thanh niên áo bào tím này cười nói. Nghe nói Dương Huynh muốn rời khỏi binh giới, chúng ta cố ý tới tiễn Dương Huynh một đoạn đường. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó muốn rời đi, hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian cùng những người này. Mà vào lúc này, người thanh niên áo bào tím này đột nhiên nói. Dương Huynh, lần này đi đường xá xa xôi, trên đường sợ rằng có nguy hiểm. Dương Huynh ngàn vạn phải cẩn thận đấy. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn người thanh niên áo bào tím này. Không cần làm những trò như vậy, các ngươi có bản lĩnh lại tới đi. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Người than rời khỏi binh giới sẽ không có quá nhiều ràng buộc, ha ha. Bên cạnh người thanh niên áo bào tím, Tô Lang đột nhiên nói. Mạc Lê Huynh, đi thôi. Người thanh niên áo bào tím khẽ gật đầu. Các vị, để chúng ta đi đưa vị phù chủ binh ra mới tới này, hát niên áo bào tím này khẽ cười. Vừa dứt lời, mười mấy người ở đó lập tức biến mất. Dương Diệp rời khỏi binh giới và bước vào trong tinh không mênh mông. Bầu trời sao mênh mông vô cùng vô tận, khiến người ta nhìn cũng thấy kính trọng. Hắn hoàn toàn không để ý tới những lời đám người nam tử áo bào tím nói trước đó, đối thủ của Dương Diệp căn bản không phải những người này. Những người này không tới tìm hắn thì thôi, nếu như tới tìm hắn, vậy sẽ là chuyện đơn giản tới mức nào, một kiếm giết là được. Nhìn lướt qua xung quanh, thân hình của Dương Diệp rung lên và trực tiếp biến mất ở sâu trong tinh không này. Khoảng một canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở phía trước hắn không xa xuất hiện một đoàn người, chính là đám người thanh niên áo bào tím trước đó. Vẫn phải tới. Ánh mắt Dương Diệp nhìn người thanh niên áo bào tím này. Chí mạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người thanh niên áo bào tím khẽ gật đầu.
Chí Mạch, Dương huynh, người giết nhiều người của Chí Mạch ta như vậy, còn ngang nhiên sỉ nhục Chí Mạch ta mà đi như thế, có phải có chút quá đáng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Quả thật có chút quá đáng, vậy giết cả ngươi, cho ngươi đi cùng bọn họ vậy hẳn là đủ chứ? Dứt lời, toàn thân hắn đã lập tức biến mất. Kiếm quang chợt hiện. Trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, đám người thanh niên áo bào tím chợt biến sắc. Người thanh niên áo bào tím này trực tiếp tránh ra 100 trượng, nhưng đường kiếm quang kia vẫn đi tới trước mặt của hắn. Phá! Đúng lúc này, mấy âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, 7-8 lực lượng trực tiếp đánh vào trên đường kiếm quang của Dương Diệp, khiến nó lập tức tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn đám người Tô Lang, sau đó nói. Thích nhiều người đánh một đúng không? Tô Lang khẽ nói. Dương huynh có thực lực kinh người, chúng ta một đấu một sẽ không bằng, cho nên phải tập trung vây đánh thôi. Dương huynh chắc hẳn sẽ không ngại, đúng không? Kiếm quang chợt hiện. Trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, đám người thanh niên áo bào tím chợt biến sắc. Người thanh niên áo bào tím này trực tiếp tránh ra 100 trượng, nhưng đường kiếm quang kia vẫn đi tới trước mặt của hắn. Phá! Đúng lúc này, mấy âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, 7-8 lực lượng trực tiếp đánh vào trên đường kiếm quang của Dương Diệp, khiến nó lập tức tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn đám người Tô Lang, sau đó nói. Thích nhiều người đánh một đúng không? Tô Lang khẽ nói. Dương huynh có thực lực kinh người, chúng ta một đấu một sẽ không bằng, cho nên phải tập trung vây đánh thôi. Dương huynh chắc hẳn sẽ không ngại, đúng không? Dương Diệp cười nói. Ngươi nói đúng, đối phó với đám cặn bã như các ngươi, ta chú ý làm gì? Đến đây đi, cùng tiến lên đi. Để cho ta mở rộng tầm mắt xem Dương huynh lợi hại thế nào. Người nói là Tô Lang, hắn vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện thêm một thanh trường thương, trong phút chốc, hắn mang theo thương bắn nhanh về phía Dương Diệp. Một đòn này nhanh đến mức tận cùng, còn nhanh hơn cả đường kiếm quang của Dương Diệp vừa rồi. Sắc mặt Dương Diệp không đổi và bước tới, tay phải giơ lên chém xuống một kiếm. Ầm. Bầu trời sao xung quanh đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái, Tô Lang trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, trường thương trong tay hắn liền, rắc rắc, nứt ra. Mà khóe miệng Tô Lang cũng tràn ra một tia máu tươi. Một kiếm có uy thế mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Mà vào lúc này, thân hình Dương Diệp phía xa đột nhiên rung lên. Hóa thành một đường kiếm quang lao về phía đám người thanh niên áo bào tím này. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, đám người thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều xông về phía Dương Diệp. Vây đánh. Thật sự vây đánh. Theo bọn họ thấy, cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt mấy, nhưng bọn họ có mười mấy người này, cảnh giới chỉ cao chứ không thấp hơn Dương Diệp. Bởi vậy theo bọn họ thấy, bọn họ ra tay cùng lúc thì nhất định có thể giết chết Dương Diệp. Mà bây giờ đã không phải là ở binh giới, cho dù bọn họ giết Dương Diệp, tiểu sư thúc cũng không làm gì được bọn họ. Hơn nữa, sau lưng bọn họ cũng có người. Bọn họ nghĩ rất chu toàn, nhưng không có nghĩ tới thực lực của Dương Diệp mạnh hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một đường ánh sáng trắng, trong phút chốc, một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Cùng lúc đó, trên thân thể Dương Diệp xuất hiện ánh sáng trắng mờ nhạt quấn quanh. Thiên Long hộ thể. Sau khi Thiên Long hộ thể, lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể của Dương Diệp lập tức được tăng cường lên ít nhất mấy lần. Trong chớp nhoáng này, đám người thanh niên áo bào tím này tuyệt vọng. Vì bọn họ căn bản không phá được cơ thể của Dương Diệp. Mà giờ phút này, Dương Diệp căn bản không phòng ngự mà lao vào tới trước mặt mười mấy người này đâm loạn bổ loạn. Những người này cũng không có phòng ngự như Dương Diệp, bởi vậy trong thời gian không đến một khắc đã chết 5 người, tất cả đều bị một kiếm cắt mất đầu. Giờ phút này, đám người thanh niên áo bào tím này cuối cùng hoảng sợ. Hai người trong đó muốn chạy trốn, nhưng kiếm của Dương Diệp nhanh hơn bọn họ, ngoài ngàn dặm, hai thanh phi kiếm chợt lóe lên, thoáng cái, hai cái đầu bay ra ngoài. Ở đó chỉ còn lại 3 người, dẫn đầu là người thanh niên áo bào tím này. Còn có Tô Lang cùng với một nam tử nữa. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía người thanh niên áo bào tím này, hắn không nói một lời, trong phút chốc đã bắn nhanh tới. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Ở trước mặt người thanh niên áo bào tím này xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp,
sau đó quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên áo bào tím này. Tự ý chủ trương, trở lại sẽ phạt ngươi. Dứt lời, nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi không phục, sau này cứ tới Chí Mạch tìm ta. Dứt lời, nam tử trung niên lật tay phải, hắn cùng ba người phía sau đã trực tiếp biến mất. Phía xa, khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn. Bây giờ lão tử lại không phục. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hướng kia là đi tới binh giới. Bây giờ lão tử lại không phục. Binh giới. Dương Diệp lấy tốc độ rất nhanh trở lại binh giới và lao thẳng đến Chí Mạch. Mà vào lúc này, Viên lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Viên lão khẽ nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không nuốt trôi cơn giận này. Viên lão nói. Chỉ là một cơn giận mà thôi, đại trưởng phu có thể co được thì duỗi được. Lập tức rời đi, ta bảo đảm sẽ không có ai tiếp tục đi gây sự với ngươi, ngươi có thể bình yên đến Vũ Đế học viện. Dương Diệp cười nói. Ta xin nhận lòng tốt của Viên lão. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Dương Diệp ta không phải là quân tử. Với ta mà nói, báo thù không để qua đêm, người của Chí Mạch tới giết ta, trẻ không giết chết được ta thì già lại xuất hiện, không thể chơi người khác như vậy được. Dứt lời, hắn ôm quyền chào Viên lão, sau đó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa. Viên lão lắc đầu, khẽ nói, trẻ tuổi thật là tốt. Hắn tuyệt đối không bất mãn hoặc phản cảm về cách làm của Dương Diệp. Sở dĩ không ghét là vì hắn cũng đã từng có một thời trẻ tuổi. Trẻ tuổi kích động và lờ đầy nhiệt huyết, không chịu thiệt được. Đây là tuổi trẻ. Tuy có thể sẽ trả giá lớn một chút mới có thể trưởng thành, nhưng điều này cũng không tệ. Lúc còn trẻ có ai mà chưa làm qua chuyện kích động? Lúc còn trẻ ai không đánh nhau? Lúc còn trẻ ai chưa từng có lúc nhiệt huyết sôi trào? Một lát sau, Viên lão khẽ nói. Đám người Chí Mạch kia cũng thật là, tiểu tử này đã muốn đi, còn không chịu bỏ qua, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Dứt lời, hắn xoay người lập tức biến mất. Chí Linh Sơn. Dương Diệp ngự kiếm đi tới dưới chân núi Chí Linh Sơn, nhìn Chí Linh Sơn ngoài xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự lạnh lùng. Trong phút chốc, thân hình hắn rung lên và đi tới trong không trung, nhìn Chí Linh Sơn này, vẻ lạnh lùng trong mắt Dương Diệp dần dần biến thành dữ tợn. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe nói Chí Mạch có rất nhiều thiên tài, Dương Diệp ta bất tài, muốn mở mang kiến thức một chút. Dương Diệp cố ý làm giọng nói vang lên giống như tiếng sấm, vang vọng ở trong cả dãy núi của Chí Mạch. Giờ phút này, tất cả Chí Linh Sơn đều chấn động. Không chỉ vậy, ngay cả binh giới cũng bị chấn động. Dương Diệp chủ động đánh tới. Trong giây lát, thần thức của rất nhiều cường giả đều quét về phía Chí Mạch bên này. Chí Linh Sơn, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nam tử trung niên này chính là người đã cứu đám người Tô Lang trước đó. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. An toàn rời đi không tốt sao? Không tốt. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Chí Mạch ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Tới đi, bây giờ ta tới rồi. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào mình. Ngày hôm nay, Dương Diệp ta khiêu chiến tất cả thiên tài thế hệ trẻ của Chí Mạch, không chết không dừng. Không chết không dừng, mà không phải là điểm đến thì dừng. Nam tử trung niên nheo mắt lại, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt, mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Ha ha, tốt, vô cùng dễ nhìn. Dứt lời, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Đây chính là tiểu sư thúc của một mạch sát phạt. Tuy nhiên, thân thể hắn mờ ảo, rõ ràng không phải bản tôn. Nhìn thấy tiểu sư thúc, nam tử trung tuổi kia lập tức nhíu mày. Hắn đang muốn nói gì, tiểu sư thúc lại đột nhiên chỉ vào hắn. Lôi Diệp, hôm nay ngươi dám ra tay, lão tử nhất định sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách lạc, lão tổ đứng ra cũng không bảo vệ nổi ngươi, không tin thì ngươi lại thử xem. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử được gọi là Lôi Diệp lập tức rất khó coi. Hắn đang muốn nói, tiểu sư thúc đã quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhất định phải khiêu chiến thiên tài thế hệ trẻ của Chí Mạch sao? Ta nói trước, nếu như ngươi khiêu chiến thất bại, ta sẽ không ra tay cứu ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, hôm nay sẽ không có người nào có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không có người nào có thể phá hủy quy định. Dương Diệp liếc nhìn tiểu sư thúc,
sau đó nói. Tiền bối, bản tôn của ngươi chưa tới. Tiểu sư thúc khẽ nói. Không cần ngươi quan tâm tới chuyện này. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Chí Linh Sơn, nói. Thế nào, Chí Mạch không có người sao? Không có ai đi ra đánh một trận à? Dương Diệp. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía chân trời kia vang vọng lên, ngay sau đó, một đường ánh sáng bắn nhanh về phía Dương Diệp, rất nhanh, đường ánh sáng kia ngừng lại, ngay sau đó liền có một nam tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi không phải muốn chiến sao? Nam tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Tới chiến đi, giống như ngươi nói, không chết không dừng. Dứt lời, hắn đang muốn ra tay, mà vào lúc này, tay phải của Dương Diệp giang ra. Một thanh kiếm lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Táng kiếm sát. Lúc này táng kiếm sát, uy lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là sau khi hắn lĩnh ngộ kiếm hồn, hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên một cấp, một kiếm này so với táng kiếm sát trước đây, có thể nói là đã khác biệt một trời một vực. Khi Dương Diệp phát ra một kiếm này, Lôi Diệp liền biến sắc và muốn ra tay, mà vào lúc này, một khí tức đột nhiên khóa ở trên người hắn. Chính là tiểu sư thúc. Mà lúc này, đầu của nam tử Chí Mạch vừa xuất hiện đã trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi phun ra thành vòi. Kiếm thu lại. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Lôi Diệp. Có thể đừng bảo những người kém cỏi như vậy xuất hiện được không? Lời ấy và vang lên, tất cả Chí Linh Sơn lập tức sôi trào, Dương Diệp đang trắng trợn sỉ nhục người của Chí Mạch. Đều có người có tâm huyết. Lập tức có rất nhiều thiên tài từ Chí Linh Sơn bay ra, sau đó xuất hiện trên đám mây. Tất cả đều trở lại cho ta. Đúng lúc này, Lôi Diệp đột nhiên gầm phẫn nộ, khí thế mạnh mẽ trực tiếp đẩy những người này lùi lại mấy trăm trượng. Lôi trưởng lão, để cho ta đánh với hắn một trận. Lúc này, một nam tử gần giọng nói. Người này ngang nhiên sỉ nhục Chí Mạch ta. Mẹ nó, đừng nhiều lời. Đúng lúc này. Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên chỉ kiếm vào đám người phía sau Lôi Diệp. Cũng đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi, lão tử một mình đấu với tất cả các ngươi. Lão tử dạy ngươi cách làm người. Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một người thanh niên từ trong đám người trực tiếp bay ra, sau đó lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, Lôi Diệp biến sắc, lại muốn ra tay ngăn cản, nhưng vào lúc này, tiểu sư thúc đột nhiên chậm rãi nói. Ra tay thử xem. Vẻ mặt Lôi Diệp trầm xuống, hắn quay đầu lại nhìn về phía tiểu sư thúc, mà lúc này, phía xa lại có một cái đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Lôi Diệp rất khó coi. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Dương Diệp phía xa giơ kiếm chỉ vào những người này còn lại. Chí Mạch không phải muốn Dương Diệp ta chết sao? Bây giờ Dương Diệp ta lại đứng ở trước mặt các ngươi tới giết ta đi. Tất cả đều trở lại cho ta. Lập tức. Lúc này, Lôi Diệp đột nhiên gầm phẫn nộ. Dương Diệp đột nhiên nói. Thế nào, bây giờ kinh sợ rồi à? Cả một Chí Mạch lớn như vậy không có một kẻ nào có chứng sao? Má nó, bớt thả dám đi. Phía xa, một nam tử vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Táng kiếm sát. Một đường kiếm quang chợt lóe lên, đầu của nam tử vừa nói liền trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu lại. Dương Diệp nhìn thẳng vào đám đệ tử Chí Mạch đang căm tức nhìn hắn. Kế tiếp là ai tới? Dương Diệp. Lúc này, Lôi Diệp đột nhiên nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Dương Diệp chợt quay đầu lại nhìn về phía Lôi Diệp. Ngươi hỏi lão tử muốn làm gì? Lão tử đi tới biên giới, Chí Mạch ngươi lại không ngừng phái người tới giết ta. Chuyện này thì cũng thôi, lão tử muốn rời khỏi binh gia đi tới nơi khác. Chí Mạch ngươi lại phái người tới giết ta. Bây giờ, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Lão tử nói cho ngươi biết, không phải các ngươi muốn giết ta sao? Tới đi, bây giờ ta đang ở đây. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người ngoài xa. Thế nào, Chí Mạch thật sự đều không có chứng à? Nếu là thật thì các ngươi nói một tiếng, lão tử lập tức xoay người rời đi. Lão tử không phải loại người bắt nạt nữ nhân. Nghe vậy, những người này tức đến mức mặt đều tím lại. Trong đó, có vài người thật sự giận, cơ thể trực tiếp thoáng động và xông về phía Dương Diệp. Nhưng bọn họ vừa xông ra, những người còn lại cũng lập tức vọt tới theo. Bây giờ ai có thể nhịn được nữa? Nhìn thấy những người này vọt tới,
Lôi Diệp biến sắc và muốn ra tay ngăn cản, mà vào lúc này, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên cầm theo kiếm lao về phía những người này. Trên toàn thân của Dương Diệp có ảo ảnh của con rồng lớn màu trắng. Thiên Long hộ thể. Khi nhìn thấy Dương Diệp ra tay, vẻ mặt Lôi Diệp lập tức càng thêm khó coi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Sư Thúc, quả nhiên ánh mắt Tiểu Sư Thúc đang tập trung ở trên người hắn, thật sự có ý chờ hắn ra tay. À! Lúc này, ở đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lôi Diệp chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa, Dương Diệp ở trong đám người giống như một vị sát thần, trường kiếm đi qua nơi nào liền có một cái đầu bay lên. Thế không thể đỡ. Người bình thường đã không thể chống đỡ được Dương Diệp, cũng chỉ có người đạt được cảnh giới như hắn mới có thể ép được hắn. Trong thế hệ trẻ của Chí Mạch, ít nhất những người trước mắt này tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Diệp. Ở đó, người chết càng lúc càng nhiều. Lôi Diệp im lặng một lát, đột nhiên trên mặt hắn dâng lên vẻ hung ác, trong phút chốc, hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tay phải thò ra, trong phút chốc, Dương Diệp ở phía xa vốn đang muốn động thủ đột nhiên bị một lực lượng bao phủ, thoáng cái. Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Lôi Diệp ra tay. Nhìn thấy Dương Diệp điên cuồng tàn sát đệ tử Chí Mạch, Lôi Diệp cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp ra tay. Bởi vì còn để hắn giết tiếp, cho dù những đệ tử Chí Mạch này liên thủ tiêu diệt được Dương Diệp, nhưng Chí Mạch cũng sẽ tổn thương nặng nề. Không chỉ vậy, trong tương lai lực lượng trung kiên của Chí Mạch xuất hiện đứt gãy, không thể nghi ngờ điều này là một đả kích chí mạng đối với Chí Mạch. Cho nên, hắn phải ra tay. Cho dù có Tiểu Sư Thúc uy hiếp, hắn cũng muốn ra tay, nếu không cho dù Tiểu Sư Thúc buông tha cho hắn, nhưng Chí Mạch cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, hắn thấy bản tôn của Tiểu Sư Thúc cũng không ở đây, hắn vẫn có một đường sống. Phía xa, Dương Diệp nhìn trước ngực của mình, ở đó có một trường ấn đỏ như máu, một trường kia trực tiếp tổn thương đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Diệp và muốn ra tay, mà vào lúc này, Tiểu Sư Thúc đột nhiên nói. Lui ra. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Sư Thúc khẽ nói. Bây giờ đến lượt ngươi xem diễn trò. Dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía Lôi Diệp ngoài xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lôi Diệp chợt biến sắc, hai tay chồng lên nhau và ấn xuống phía dưới. Không gian xung quanh hắn trực tiếp vặn vẹo, một lực lượng cuồng bạo không ngừng trút ra. Nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, xung quanh không gian Lôi Diệp vặn vẹo trực tiếp vỡ nhỏ, cùng lúc đó, bản thân Lôi Diệp đã trúng một quyền này, cả người trực tiếp đụng vào trên Chí Linh Sơn. Vào giờ phút này, cả Chí Linh Sơn chấn động mạnh. Nhưng Tiểu Sư Thúc vẫn chưa ngừng tay, lại muốn nhảy vào Chí Linh Sơn, chỉ có điều vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách Tiểu Sư Thúc không xa. Lão già liếc nhìn Tiểu Sư Thúc, sau đó nói. Trọng dạ, không cần như vậy chứ. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Sư Thúc, hóa ra đối phương tên là Trọng Dạ. Trọng Dạ khẽ cười, sau đó chỉ vào phía Dương Diệp. Tiểu tử này là do ta tìm tới, hắn vừa tới biên giới, Chí Mạch ngươi lại nhiều lần đối phó với hắn, ta cũng không tính toán làm gì, bởi vì người đi tìm hắn đều là vãn bối, nếu như hắn bị thế hệ trẻ Chí Mạch giết chết thì là hắn đáng đời. Nhưng, vẻ mặt Trọng Dạ lạnh xuống. Thế hệ trẻ Chí Mạch ngươi đánh không nổi lại phái ra thế hệ gì, con mẹ nó, có phải cho rằng một mạch sát phạt ta vẫn dễ bắt nạt như trước đây không hả? Lão già kia đang muốn nói, Trọng Dạ đột nhiên chỉ vào hắn. Lão bất tử, đừng nói lão tử không cho Chí Mạch các ngươi cơ hội, bây giờ lập tức kéo đầu Lôi Diệp tới trước mặt cho lão tử, thì chuyện này dừng lại ở đây. Nếu không, hôm nay lão tử san bằng Chí Mạch của ngươi. Bị Trọng Dạ chỉ vào mũi mắng. Sắc mặt lão già này lập tức rất khó coi. Lúc này, Trọng Dạ đột nhiên nói. Ba tiếng, ta đếm ba tiếng, nếu như vẫn không thấy đầu của người đó, ngày hôm nay, ai tới khuyên cũng vô dụng. Nói xong, hắn chỉ về phía Dương Diệp. Người tới đếm. Dương Diệp ngây người, sau đó vội vàng nói. 3, 2, 1. Trọng Dạ nheo mắt nhìn Dương Diệp và không nói gì thêm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc. Không gian xung quanh hắn bắt đầu trực tiếp chấn động. Qua chừng 10 hơi thở, một đường ánh sáng đột nhiên từ sâu bên trong tinh không xa xôi bắn tới nhanh như tia chớp, thoáng cái, đường ánh sáng kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Trọng Dạ.
Bản tôn hạ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lão già kia trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Trọng Dạ đột nhiên mở mắt ra, trong phút chốc, hắn chợt đánh một chưởng về phía lão già kia, lão già đột nhiên biến sắc và dưới tình huống chưa kịp phản ứng, một chưởng kia liền làm cho thân thể lão già trực tiếp nổ tung ra. Giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp rất kinh ngạc, lão già vừa rồi ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc nửa bước thánh nhân. Nhưng lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. Sau một đòn giết chết lão già kia trong nháy mắt, ánh mắt Trọng Dạ trực tiếp nhìn về phía Chí Linh Sơn, trong phút chốc, hắn tung người nhảy lên, tay phải đưa về phía trước, sau đó lật một cái. Trong phút chốc, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Chí Linh Sơn. Giờ phút này, tất cả Chí Linh Sơn đều bắt đầu bị chấn động. Rõ ràng Trọng Dạ thật sự muốn san bằng Chí Linh Sơn. Mà vào lúc này, một lực lượng cường đại đột nhiên từ đỉnh núi Chí Linh Sơn phóng lên cao, lực lượng này trực tiếp đánh về phía Trọng Dạ. Trọng Dạ cong khóe miệng cười lạnh. Thế nào, cuối cùng đã muốn ra tay rồi à? Dứt lời, hắn lật tay chụp xuống. Ầm. Lực lượng kia lập tức ầm ầm tiêu tan. Mà lúc này, ảo ảnh xuất hiện ở đỉnh núi Chí Linh Sơn, ảo ảnh bị một ánh sáng trắng bao vây, người ngoài căn bản không nhìn thấy được gương mặt thật sự, Trọng Dạ cười lạnh. Hàn Tiên, hiện ra bản tôn của ngươi và đánh một trận đi. Trọng Dạ ta mong đợi gần nghìn năm rồi. Hàn Tiên. Phù chủ Chí Mạch. Hàn Tiên nói. Trọng Dạ, người hình như rất có tự tin vào chính mình. Tự tin. Trọng Dạ đột nhiên phá lên cười ha ha, sau đó chỉ vào Hàn Tiên. Hàn Tiên, không phải lão tử xem nhẹ ngươi, năm đó nếu không phải lão tổ ép ta, lão tử lại diệt Chí Mạch ngươi rồi. Nhưng không sao, hôm nay tới diệt cũng được. Hai tay Trọng Dạ đột nhiên vẫy một cái, trong phút chốc, tất cả binh giới đều bị chấn động mạnh. Trọng Dạ, không được kích động. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến, ngay sau đó, một lão già đã xuất hiện. Ngoại trừ lão già này còn có ba người trung niên khác. Bốn người này chính là phù chủ của bốn mạch còn lại. Trong đó, lão già nói chuyện lúc trước vội vàng nói. Trọng Dạ, lực lượng hai người đã đủ khiến bản nguyên binh giới bị chấn động, vẫn mong hai vị lấy đại cục làm trọng. Bất kể là Trọng Dạ hay Hàn Tiên, thực lực của hai người đều đã đạt được một trình độ rất khủng bố, nếu như hai người ra tay, khi đó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới Chí Linh Sơn, tất cả binh giới cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Lấy đại cục làm trọng. Vẻ mặt Trọng Dạ đột nhiên trở nên dữ tợn. Vậy sao Chí Mạch không lấy đại cục làm trọng? Bọn họ phái người tới giết phù chủ một mạch sát phạt ta, sao các ngươi không bảo bọn họ lấy đại cục làm trọng? Dứt lời, tay phải hắn khẽ động, trong phút chốc, một thanh trường thương màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng cái, hắn tung người nhảy lên, trong phút chốc, tay hắn cầm trường thương đâm về phía Hàn Tiên bên dưới. Vù! Giờ phút này, cả thiên địa đều mờ ảo. Cùng lúc đó, rất nhiều bóng thương xuất hiện trên bầu trời, những bóng thương này giống như trận mưa xối xả theo thanh trường thương bắn nhanh về phía Hàn Tiên cùng với Chí Linh Sơn bên dưới. Nếu để cho những bóng thương rơi xuống, tất cả Chí Linh Sơn sẽ không còn sót lại chút gì. Hàn Tiên tất nhiên sẽ không để cho Trọng Dạ phá hủy Chí Linh Sơn, trong phút chốc, một thanh trường kiếm đột nhiên từ bên dưới phóng lên cao, đường kiếm quang này trực tiếp đâm về phía bóng thương đầy trời. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Chí Linh Sơn đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng hình tròn rất lớn, trong nháy mắt, rất nhiều ánh sáng trắng phóng lên cao. Trong không trung, Trọng Dạ cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, thoáng cái, hai tay hắn vẫy một cái, sau đó chợt đánh xuống phía dưới. Ầm. Tốc độ của rất nhiều bóng thương kia lập tức nhanh hơn, trực tiếp đánh xuống. Ầm 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 ầm. Trong phút chốc, cả thiên địa đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn, không gian mấy chục dặm đều bị chấn động mạnh. Những dãy núi nhỏ xung quanh Chí Linh Sơn trực tiếp đổ nát chôn vùi. Giống như ngày thế giới diệt vong. Vẻ mặt phù chủ bốn mạch còn lại cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, bây giờ Trọng Dạ chỉ nhằm vào Chí Mạch. Mà một khi bọn họ ra tay thì chẳng khác nào muốn đối địch cùng Trọng Dạ. Bây giờ Trọng Dạ hắn chỉ có một mình, một khi hắn điên lên, năm mạch cũng không chịu nổi. Năm người kia vội vàng ra tay ổn định không gian xung quanh. Mà cuộc chiến đấu trên đỉnh Chí Linh Sơn vẫn đang kéo dài, lúc này đại trận Chí Linh Sơn đã biến mất, rõ ràng đã bị phá hủy hoàn toàn. Trên đỉnh núi Chí Linh Sơn, vẻ mặt Trọng Dạ càng thêm dữ tợn. Hàn Tiên,
mối thù năm đó, hôm nay chúng ta lại tính luôn đi. Chí mạch ngươi diệt sát phạt ta, hôm nay ta lại diệt chí mạch của ngươi làm cho nó hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Dứt lời, Trọng Dạ bước về phía trước, tay phải nắm chặt trường thương chợt ném xuống. Giờ phút này, cả thiên địa đều mờ ảo. Lực lượng quá mạnh mẽ, trời đất này đã sắp không chịu nổi. Một lão già lắc đầu, một thương này không chỉ nhằm vào Hàn Tiên, cho dù đối phương có thể đỡ được, nhưng uy lực còn sót lại đủ để hủy diệt nửa Chí Linh Sơn. Đây là cuộc chiến đấu của hai cường giả siêu cấp, người bình thường cũng không chịu nổi uy lực còn sót lại. Phía xa, rất nhiều đệ tử chí mạch hoảng sợ nhìn về phía chân trời, nếu như thanh trường thương này rơi xuống, không hề nghi ngờ, bọn họ đều phải chết. Giờ phút này, bọn họ mới ý thức được tiểu sư thúc của sát mạch đáng sợ tới mức. Nào! Nhưng vào lúc thanh trường thương này sắp rơi xuống, ở đó đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp nhíu mày và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không trung đều bất động, cả thanh trường thương của Trọng Dạ cũng vậy. Trong chớp mắt yên lặng, tất cả uy lực còn sót lại của lực lượng đều biến mất. Có người ra tay. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nếu như hắn không đoán sai, hẳn là lão tổ ra tay. Đúng lúc này, một phù ấn màu vàng đột nhiên chậm rãi rơi xuống trước mặt Dương Diệp, từ hôm nay, Dương Diệp chính thức trở thành người đứng đầu phù mạch của binh gia ta. Chuyện hôm nay dừng lại. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên đẩy phù ấn màu vàng kia ra, sau đó nói. Vị lão tổ này, xin lỗi, ta từ chối trở thành phù chủ của sát mạch binh gia. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Trọng Dạ cũng nhìn về phía Dương Diệp. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói. Vị lão tổ này, binh gia có thêm Dương Diệp ta không nhiều, bớt Dương Diệp ta cũng không ít. Tuy vậy, nhưng trước khi ta rời đi, ta vẫn phải nói một câu. Binh gia này có công bằng sao? Phía chân trời im lặng rất lâu, sau đó nói. Nói thử xem. Dương Diệp cười nói. Chí mạch muốn giết ta, vì sao lão tổ lão nhân gia ngài không xuất hiện? Mà bây giờ, sát mạch ta tới giết chí mạch, lão nhân gia ngài lại xuất hiện, sau đó chỉ vài lời lại muốn chúng ta dừng tay, lão tổ ngài cảm thấy công bằng sao? Tiểu sư thúc im lặng không nói. Những người còn lại cũng im lặng, sở dĩ bọn họ im lặng là bởi vì không dám ngắt lời. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Cho dù ta trở thành phù chủ, nhưng ở binh gia này chỉ cho phép người ta đánh ta, ta lại không thể đánh người ta, nói thật, điều này có ý gì? Cá nhân ta thấy chẳng có gì thú vị cả. Đương nhiên, những điều này chỉ là bực bội của cá nhân ta. Dù sao, binh gia có Dương Diệp ta hay không, cũng vẫn là binh gia. Nói đến đây, hắn ôm quyền nói với Trọng Dạ phía xa. Trọng Dạ tiền bối, không phải Dương Diệp ta không thực hiện giao ước giữa chúng ta, mà ngươi không có cách nào thực hiện giao ước giữa chúng ta, tiền bối từng nói với ta, nếu như binh gia có người dám cả gan ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi nhất định sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ, bây giờ vị nửa bước thánh nhân vừa ra tay với ta lại còn sống sót. Ta không phải đang trách tiền bối, chẳng qua cảm thấy có ở lại đây nữa, sợ là ngày sau Dương Diệp ta chết thế nào cũng không biết. Từ biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Đi hoàn toàn không do dự. Đúng lúc này, Trọng Dạ đột nhiên nói. Chờ một lát đã. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Trọng Dạ. Chỉ thấy Trọng Dạ ngẩng đầu nhìn về phía điểm cuối chân trời kia. Sư tổ, năm đó sát mạch ta bị diệt, lão nhân gia ngài không ở vũ trụ này, ta không trách ngài. Mà khi ta ra tay trả thù chí mạch, ngài ra tay, bảo ta dừng trả thù, vì không muốn binh gia nội loạn, ta cũng không trách ngài. Nhưng bây giờ ta muốn chấn hưng lại một mạch sát phạt, chí mạch lại vẫn không chịu buông tha cho sát mạch ta. Khi ta ra tay, sư tổ ngươi lại muốn ngăn cản. Nếu vậy, còn cần một mạch sát phạt ta có ích lợi gì? Nói xong, hắn thi lễ với phía chân trời. Giống như lời tiểu tử Dương Diệp đã nói, binh gia có thêm một người không nhiều, bớt một người cũng không ít. Không có hai chúng ta, binh gia vẫn là binh gia. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Hàn Tiên. Bắt đầu từ lúc này, ta không còn là người của binh gia, ta sẽ không tới binh giới, nhưng nếu để cho ta gặp phải Hàn Tiên ngươi hoặc bất kỳ người nào của chí mạch ngươi ở bên ngoài, cho dù Trọng Dạ ta có đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt đám người chí mạch lập tức trở nên rất khó coi. Thực lực của tiểu sư thúc khủng khiếp như vậy, nếu như không có lão tổ ràng buộc,
hắn trả thù lên thì đừng nói chí mạch, bốn nhà lớn sợ rằng cũng khó có thể chịu nổi. Lúc này, tiểu sư thúc đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp muốn nói gì, Trọng Dạ lại lắc đầu. Đừng nói nữa, ở lại thêm, ta cũng rất ủy khuất, không có cách nào, ai bảo nắm đấm của chúng ta không đủ lớn. Đi thôi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, lại muốn đưa Dương Diệp đi. Mà vào lúc này, hai người đột nhiên biến sắc, bởi vì cảnh tượng trước mặt hai người đang nhanh chóng thay đổi. Dương Diệp đang muốn ra tay, trong đầu lại vang lên giọng nói Trọng Dạ. Không nên phản kháng. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Không biết qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt hai người dừng lại. Mà lúc này, hai người đang ở trong đám mây, không phải đám mây của binh giới. Ở sâu bên trong đám mây này có một lão già ngồi xếp bằng với mái tóc dài xõa vai. Lão già như ẩn như hiện, Dương Diệp căn bản không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Nhưng Dương Diệp đã đoán được thân phận của đối phương, đây hẳn là lão tổ binh gia. Trong lòng của hai người có oán hận. Lúc này, binh tổ đột nhiên nói. Ta tất nhiên biết, chuyện này đối với hai người ngươi có chút không công bằng. Nhưng các ngươi muốn ta làm thế nào? Nếu như ta đứng ở bên phía hai người, lấy tính cách của hai người còn không chọc thủng trời sao? Hai người Dương Diệp im lặng. Lúc này, binh tổ lại nói. Tiểu Dạ, ngươi chắc hẳn cũng biết rất rõ ràng, binh gia không chịu nổi nội loạn, bởi vì thời đại lớn sắp tới. Thời đại này không chỉ xuất hiện thần tộc, có khả năng một ít chủng tộc văn minh tiền sử khác cũng sẽ xuất hiện, bây giờ đã không phải là thời đại đoàn kết năm đó nữa, các gia các tộc đều làm theo ý mình, nếu như nội loạn, đến lúc đó, rất nhiều sinh linh của binh gia, bao gồm cả ta cũng không còn tồn tại. Đó cũng không phải nói quá. Trọng Dạ trầm giọng nói, sư tổ, vậy sư tổ vẫn mặc cho Hàn Tiên diệt một mạch sát phạt ta như trước đó. Hành động của Hàn Tiên năm đó cũng là sơ suất của ta. Binh tổ nói, nhưng ngươi cũng biết, năm đó chí mạch muốn tiêu diệt một mạch sát phạt, vì sao năm mạch còn lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Ngươi biết một phần nguyên nhân, nhưng ngươi không biết nguyên nhân thật sự. Năm đó một mạch sát phạt có sát khí quá nặng, đệ tử của một mạch sát phạt ngươi không để ý tới người nào, nghiễm nhiên đã xem mình là đứng đầu sáu mạch của binh gia. Năm đó sư huynh ngươi không nắm chắc được mức độ này. Nói đến đây, binh tổ lắc đầu. Ta không phải không có nhắc nhở, cũng không phải là không ngăn cản, nhưng hắn không thật sự để ở trong lòng. Năm đó, thủy tổ bốn nhà ta và đạo gia, nho gia cùng với thích gia đang ở tinh không bỉ ngạn xa xôi tìm vật kia, đám người Hàn Tiên bọn họ nắm lấy cơ hội này, thừa cơ ra tay, diệt một mạch sát phạt. Ta không ngờ tới điều này. Vậy vì sao ngươi không trừng phạt Hàn Tiên? Trọng Dạ trầm giọng nói. Minh tổ nói. Giam cầm hắn 500 năm còn không tính là trừng phạt sao? Trọng Dạ nhíu mày, bởi vì hắn căn bản không biết chuyện này. Lúc này, binh tổ nói. Ta vẫn chưa công bố chuyện này ra ngoài, vì không muốn để cho chí mạch thành rắn mất đầu, trở thành đối tượng bị mạch khác chèn ép. Nói đến đây, binh tổ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tìm phù chủ mới này, ngay từ lúc đầu, ta cảm thấy ngươi chỉ vui đùa một chút, muốn tìm xui xẻo cho chí mạch. Cho nên cũng không cho hắn binh phù thật sự của binh gia, chỉ là ta không ngờ được ngươi lại nghiêm túc. Càng không ngờ người ngươi tìm tới còn không phải là người bình thường. Trọng Dạ nói, đây là cơ duyên xảo hợp, trước đây ta đi ra khỏi tử giới cũng chỉ muốn thử thời vận, không ngờ được gặp được hắn. Minh Tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, trên người ngươi còn có truyền thừa của nhà khác, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Không che giấu, giở trò vặt ở trước mặt người như thế thì không thể nghi ngờ là một loại hành vi ngu xuẩn. Ở đạo gia, người có danh hiệu là gì? Minh Tổ lại hỏi. Dương Diệp đàng hoàng nói. Kiếm cửu, kiếm cửu. Minh Tổ khẽ nói. Xem ra lão nhân đạo tổ kia cũng nghiêm túc. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao ta là truyền nhân của đạo gia, các ngươi còn muốn để cho ta gia nhập binh gia? Minh Tổ cười nói. Đầu tiên, binh gia ta cùng đạo gia ngươi xem như là từng có một vài nguồn gốc sâu xa, mặc dù hai nhà chúng ta không có liên minh gì, nhưng quan hệ vẫn tính là tạm được. Thứ hai, vì sao một người không thể có truyền thừa của hai nhà? Dương Diệp nói, nếu chẳng may ngày nào đó, đạo gia cùng binh gia đánh nhau, tiền bối không sợ ta sẽ đứng ở bên phía đạo gia sao? Minh Tổ cười nói, vì sao ta phải nghĩ như vậy?
Theo ta suy nghĩ, nếu quả thật có một ngày đó, nếu như ngươi đứng ở bên phía binh gia ta không phải lại có thêm một trợ lực mạnh mẽ sao? Dương Diệp liếc nhìn binh tổ. Lão tổ đúng là lạc quan, bội phục. Hắn thật lòng bội phục. Rất nhiều người, cả Dương Diệp hắn cũng chỉ biết nghĩ theo phương diện xấu nhất, cũng không phải nói suy nghĩ này không tốt, chỉ là nghĩ như vậy, thường có thể tương đối cô độc mà thôi. Binh tổ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nếu các ngươi đều nghiêm túc, vậy ta cũng không thể không nghiêm túc. Hắn bấm tay bắn ra, một phù ấn màu vàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Còn đây là phù ấn thật sự của một mạch sát phạt, nó là thần ấn đứng thứ 3 trong 6 mạch binh gia ta. Ở bên trong có một kỹ năng vừa lúc thích hợp với ngươi. Đặc biệt thích hợp. Trọng Dạ bổ sung một câu. Dương Diệp nhìn phù ấn màu vàng trước mắt, sau đó nói. Hai vị tiền bối, Dương Diệp ta không phải là người không thức thời. Ta hiểu rõ ý tốt của hai vị. Chỉ là ta còn ở binh gia thì đại biểu cho một mạch sát phạt, vậy chí mạch và năm mạch còn lại nhất định sẽ gây khó dễ cho ta. Ta không sợ bọn họ gây sự với ta, nhưng ta sợ bọn họ đánh ta, sau đó ta phản kháng, các ngươi lại không cho. Chỉ có thể để bọn họ đánh ta không thể đánh bọn họ, như vậy quá bất bình, thật sự đi ngược lại kiếm đạo của ta, ngược lại bản tâm của ta. Môi Trọng Giả khẽ giật và muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mà lúc này, lão tổ đột nhiên nói. Lần này, người có thể yên tâm, từ giây phút này đã đại biểu ngươi được ta tán thành, năm mạch còn lại sẽ không gây phiền toái cho ngươi, ít nhất ngoài mặt bọn họ không dám ngang nhiên gây phiền phức cho ngươi. Hơn nữa, sau khi Trọng Giả gây ầm ĩ như vậy, ta tin tưởng, bọn họ càng không tới tìm ngươi gây phiền toái. Dương Diệp vuốt tay, ta vẫn hơi sợ. Trọng Giả nheo mắt, người này lại bắt đầu giở trò. Minh Tổ là người thế nào? Có thể nào không biết những trò vặt này của Dương Diệp sao? Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó bấm tay bắn ra, một bùa chú màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong bùa này ẩn chứa một luồng thần niệm của ta, thần niệm này tuy không thể giết chết thánh nhân, nhưng nếu như ngươi lấy ra, thánh nhân cũng phải bị ép lui. Như vậy có thể được chưa? Dương Diệp mỉm cười, vội vàng cất phù ấn màu vàng kia đi. Có thể. Đương nhiên có thể rồi. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói. Lão Tổ, bây giờ chúng ta cũng coi như người một nhà. Vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy sau người ta có một tà vật, thứ theo ta rất lâu rồi, ngươi có thể giúp ta giết chết nàng không? Hắn dám sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Dương Diệp, ngay sau đó, một gương mặt màu đỏ tươi xuất hiện ở cách đầu Dương Diệp không xa. Lông tóc cả người Dương Diệp đều dựng lên, mẹ nó đây là tà vật gì vậy? Vị trước mắt này là lão tổ đấy. Nàng thậm chí không sợ cả lão tổ sao? Dương Diệp thấy da đầu có chút tê dại. Ngay cả lão tổ còn không sợ. Lần này Dương Diệp thật sự kinh ngạc. Vị trước mắt này là lão tổ binh gia. Nhưng tà vật này hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Trong giây lát, Dương Diệp cảm thấy mình gây ra chuyện lớn rồi. Ở đó đột nhiên im lặng. Phía sau Dương Diệp, gương mặt đỏ tươi cười lạnh, nụ cười này có chút dọa người. Đúng lúc này, binh tổ đột nhiên vung tay phải lên. Ầm. Phía sau Dương Diệp đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, gương mặt đỏ kia lập tức đau khổ bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy binh tổ ra tay, trong lòng Dương Diệp vui mừng, nhưng ngay vào lúc này, binh tổ lại đột nhiên thu tay lại. Binh tổ khẽ nói. Đừng có cho rằng thân phận ngươi có chút đặc biệt thì thế gian này không có người nào dám giết ngươi. Thế giới này không phải chỉ có một tà vật ngươi, cho dù là trời làm bậy cũng không thể sống. Gương mặt màu đỏ kia nói với vẻ dữ tợn. Lão bất tử, chúng ta còn nhiều thời gian. Dứt lời, nó trực tiếp biến mất. Nhưng Dương Diệp có thể cảm giác được đối phương căn bản không rời đi, mà ẩn nấp ở phía sau hắn như trước đây. Dương Diệp nhìn về phía xa binh tổ, cười gượng nói. Vị lão tổ này, tà vật này rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả lão nhân gia cũng không thể ra tay đối phó nàng vậy? Minh tổ im lặng một lát, sau đó nói. Có vài thứ, có một số việc, bây giờ ngươi biết cũng không có lợi ích gì. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, vật ấy tuy khó đối phó, nhưng bản thân ngươi cũng không phải ngồi không, không cần sợ hãi nàng. Ta tin tưởng sau này nàng sẽ chỉ mua dây buộc mình thôi. Dương Diệp đảo mắt. Lão già này vòng tới vòng lui lại không nói gì. Lúc này, binh tổ đột nhiên nói.
Minh gia cần phải hài hòa, ta không chỉ nói với các ngươi, ta cũng sẽ nói với Nam Mạch như thế. Tất cả tự giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt lời, Minh Tổ trực tiếp biến mất khỏi đó. Cảnh tượng trước mặt hai người Dương Diệp cũng bắt đầu biến đổi, sau khoảng chừng một khắc, hai người xuất hiện ở đỉnh núi Chí Linh Sơn. Lúc này, xung quanh đã không có người. Trọng Dạ nói, đi tới Vũ Đế Học Viện, trong khoảng thời gian ngắn, không ai trong binh gia sẽ tới gây sự với ngươi. Sau khi đi tới Vũ Đế Học Viện, tốt nhất hãy khiêm tốn một chút, ở nơi đó mà kiêu ngạo, vậy thì sẽ lập tức biến mất đấy. Khi nên kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng lúc nên khiêm tốn, chúng ta cũng phải khiêm tốn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Trọng Dạ nói. Một khi bước vào trong Vũ Đế Học Viện, thế lực bên ngoài lại không có cách nào nhúng tay vào trong, nếu như ngươi chết, điều chúng ta có thể làm chính là nhặt xác cho ngươi. Nhớ kỹ, lần này ngươi đi tới Vũ Đế Học Viện chỉ vì hai chuyện, thứ nhất chính là nguyên thạch, thứ hai chính là xem có thể làm được chức vụ gì đó trong Vũ Đế Học Viện. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Cẩn thận. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết Vũ Đế Học Viện không phải là một địa phương tốt. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem thử Vũ Đế Học Viện gì, còn có nguyên thạch này nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang chuẩn bị rời đi, dường như nghĩ tới điều gì. Thân hình hắn rung lên và đi tới Du Sơn, bên ngoài đại điện Du Sơn có một lão già đang quét rác. Lão già này chính là Viên Lão. Dương Diệp cười nói. Viên Lão đang quét rác sao? Viên Lão khẽ nói. Ngươi cảm thấy ta đang quét rác à? Dương Diệp im lặng. Viên Lão nói. Thế nào, tới tìm ta có việc gì? Dương Diệp cười nói. Ta sắp đi nên tới nói với Viên Lão một tiếng. Đi Vũ Đế Học Viện sao? Viên Lão hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên Lão khẽ nói. Vũ Đế Học Viện có nhân tài đông đúc, ngoại trừ bách tộc chúng ta cùng bốn nhà lớn ra, còn có một vài khác chủng tộc thần bí không rõ khác, nói chung, ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Diệp nói. Ta biết rồi, Viên Lão bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn đi, mà vào lúc này, Viên Lão đột nhiên cong tay bắn ra, một tấm ngọc bội rơi vào trước mặt Dương Diệp. Vũ Đế Học Viện có người tên là Thần Tú. Dương Diệp nhìn Viên Lão và yên lặng chờ. Viên Lão liếc nhìn Dương Diệp. Còn không đi. Dương Diệp hơi ngẩn người và lập tức hiểu ý, thi lễ với Viên Lão. Bảo trọng. Dứt lời, hắn xoay người biến mất ở phía chân trời. Viên Lão lắc đầu cười. Vũ Đế Học Viện, tiểu tử này đi sẽ náo nhiệt đây. Nói đến đây, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó nói. Nhanh thôi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Du Sơn liền trực tiếp ngự kiếm rời khỏi binh giới. Khi biết được Dương Diệp rời khỏi binh giới, vô số người ở binh giới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ lúc đầu, bọn họ tuyệt đối không để ý tới Dương Diệp. Nhưng sau khi trải qua chuyện lúc trước, bọn họ phát hiện, bọn họ đánh giá quá thấp phù chủ mới của một mạch sát phạt này. Kẻ lỗ mãng. Đối với những đại lão của binh giới, Dương Diệp này cùng Trọng Dạ đều là kẻ lỗ mãng, loại người hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Bây giờ, kẻ lỗ mãng này đi rồi. Binh giới có thể bình yên. Trong tinh không xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Vũ Đế Học Viện. Sau khi đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, Dương Diệp phát hiện, thế giới này đúng là đa dạng, cũng vô cùng vô tận. Bách tộc, bốn nhà lớn, thần tộc, văn minh tiền sử, còn có Vũ Đế Học Viện. Những thế lực này đều ở trong Đại Thiên Vũ Trụ thật phức tạp. Ở trong những thế lực này, Dương Diệp hắn có vẻ bé nhỏ không đáng kể tới. Thực lực mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn vào sâu trong tinh không vũ trụ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cố gắng lên. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, cùng lúc đó, tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, ở trước mặt hắn là phù ấn màu vàng do binh tổ tặng cho hắn. Phù ấn này mới thật sự là phù ấn thật sự của một mạch sát phạt. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một giọt máu tươi tiến vào trong đó, rất nhanh, phù ấn màu vàng này tiến vào trong giữa chân mày hắn. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp xuất hiện thêm một tin tức. Đế băng quyền, không có phẩm cấp, đế vương trong quyền, uy lực của một quyền có thể đánh đổ thiên diệt địa. Qua rất lâu, Dương Diệp mở mắt ra. Đế băng quyền. Hắn không ngờ được trong ấn màu vàng này là một môn quyền kỹ.
Bây giờ hắn học kiếm kỹ, quyền kỹ cũng biết một chút, nhưng bây giờ những thứ này đã không theo kịp bước chân của hắn. Bởi vậy, khi giao đấu cùng người, hắn cơ bản chưa từng sử dụng quyền kỹ, hoặc là sử dụng kiếm kỹ, hoặc chỉ một quyền đơn giản. Quyền kỹ. Đế băng quyền. Dương Diệp hơi cong khóe miệng, giống như binh tổ nói, thứ này quả thật thích hợp với hắn. Tuy nhiên hắn cũng không lập tức học tập, bởi vì trước đó vì trí mạch nên hắn bị muộn rồi. Phải nói là có khả năng đã quá muộn rồi. Một ngày sau, Dương Diệp cuối cùng ngừng lại. Lúc này, hắn vẫn ở trong tinh không này, mà ở cuối tầm mắt của hắn là một tòa thành sừng sững ở trong tinh không này. Ở trên không trung của tòa thành kia có màn ánh sáng màu xanh lam rất lớn đang bồng bềnh, thỉnh thoảng có phi kiếm xuyên qua màn ánh sáng này. Trọng Dạ nói, một khi bước vào trong Vũ Đế học viện, thế lực bên ngoài lại không có cách nào nhúng tay vào trong, nếu như ngươi chết, điều chúng ta có thể làm chính là nhặt xác cho ngươi. Nhớ kỹ, lần này ngươi đi tới Vũ Đế học viện chỉ vì hai chuyện, thứ nhất chính là nguyên thạch, thứ hai chính là xem có thể làm được chức vụ gì đó trong Vũ Đế học viện. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Cẩn thận! Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết Vũ Đế học viện không phải là một địa phương tốt. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem thử Vũ Đế học viện gì, còn có nguyên thạch này nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang chuẩn bị rời đi, dường như nghĩ tới điều gì. Thân hình hắn rung lên và đi tới Du Sơn. Binh gia. Người thanh niên ngây người, sau đó nói. Ngươi tới nhập học sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vẻ mặt người thanh niên lên có một chút kỳ lạ. Buổi lễ khai giảng đã xong rồi, ngươi đến muộn rồi. Dương Diệp nói. Không thể vào nữa sao? Người xê thanh niên do dự một lúc, sau đó nói. Cũng không phải, được rồi, ngươi lại chờ một lát, ta đi hỏi thử. Nói xong, người thanh niên xoay người rời đi, mà thanh kiếm trước mặt Dương Diệp không chỉ vào Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không rời đi, mà lơ lửng ở đó, rõ ràng là đang theo dõi Dương Diệp. Nhìn thanh kiếm trước mắt này, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hắn vỗ nhẹ vài cái vào lồng ngực của mình, rất nhanh, một cái đầu nhỏ xông ra. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Sau đó chỉ vào thanh kiếm phía xa kia. Đồ tốt! Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn thanh kiếm kia, rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên. Nàng gật đầu, biểu thị quả thật là đồ tốt. Dương Diệp khẽ nói. Lừa nó, à không đúng, ngươi tới nói chuyện với nó, bảo nó theo chúng ta lăn lộn, được không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía thanh kiếm kia, móng nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng vung vẩy. Một lát sau, thanh kiếm kia run rẩy. Dường như đang đáp lại. Một lát sau, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ của nàng chỉ vào màn ánh sáng màu trắng trên tinh không này. Dương Diệp liếc nhìn màn ánh sáng này, ý của kiếm này là nó không thể tùy ý rời đi, nó phải. Phải trực. Đại khái chính là ý này. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vậy ngươi hỏi nó, lúc nào nó thì nó hết giờ trực. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía thanh kiếm kia và bắt đầu trao đổi. Cứ như vậy, qua lại lại, Dương Diệp hiểu rõ ý của thanh kiếm kia. Buổi tối nó có thời gian rảnh, có thể đi ra chơi cùng. Dương Diệp còn muốn nói gì, lúc này lại có một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp hỏi. Vì sao không tới sớm? Dương Diệp nói. Bị vài chuyện giữ chân. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp buông lỏng, hóa ra Vũ Đế học viện dễ nói chuyện như vậy. Mà vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Ở đâu thì về đó. Sau một khắc, nếu như ngươi vẫn ở đây thì sẽ bị phi kiếm chém giết. Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp có chút xấu hổ, hắn đang muốn nói, nam tử trung tuổi kia đã xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn phía xa và sửng sốt. Chẳng lẽ mình lại phải trở lại như vậy sao? Mà vào lúc này, người thanh niên rời đi lúc trước đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lão huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng dám tới muộn, cũng may ngươi không có vào học viện này, nếu không lấy hành vi này của ngươi, tuyệt đối sẽ rất thảm. Dương Diệp cười gượng. Không có cách nào,
ta bị vài chuyện giữ chân. Người thanh niên do dự một lúc, sau đó nói. Thật ra, huynh đài cũng không phải không có cơ hội. Thật sao? Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên. Cơ hội gì? Người thanh niên nói. Trong học viện có một tòa thư viện, tên là Các Thế Giới. Mà bây giờ, thư viện này đang tuyển nhân viên quản lý, huynh đài có thể thử xem. Chờ 5 năm sau khi học viện chiêu sinh, đến lúc đó huynh đài có thể xin nhập học. Nhân viên quản lý thư viện. Vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ, bảo hắn đi làm nhân viên quản lý à? Người thanh niên khẽ gật đầu. Công việc rất đơn giản, chính là mỗi ngày ghi chép xem ai mượn sách, sau đó đi tìm những người không thể trả sách đúng hạn để bọn họ trả sách là được. Thật sự rất đơn giản, ý của huynh đài thế nào? Dương Diệp nhíu mày và đang muốn từ chối, mà lúc này, người thanh niên lại nói. Huynh đài thử nghĩ xem, nếu như huynh đài lập tức rời đi, gia tộc cùng những người phía sau huynh đài sẽ nhìn huynh đài thế nào? Ta nghĩ bọn họ có thể xin một thư nhập học cho huynh đài chắc cũng không dễ dàng gì. Huynh đài lập tức rời đi, bọn họ sẽ thất vọng đau khổ tới mức nào? Dương Diệp suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Bây giờ, nếu như hắn trở lại thì sẽ rất mất mặt. Phải biết rằng Trọng Dạ chuẩn bị thư nhập học cho hắn hình như không quá dễ dàng đâu. Lúc này, người thanh niên lại vội vàng nói. Nếu huynh đài vào trong thư viện, sau này biểu hiện tốt thì có thể được một đạo sư nào đó chọn chúng, có thể trực tiếp tiến vào học viện. Cũng đúng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, cứ vào học viện này trước rồi nói sau. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, trong mắt người thanh niên này lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng biến mất. Người thanh niên vội vàng nói. Mời huynh đài đi theo ta. Nói xong, hắn vội vàng dẫn đường. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên và không nói gì thêm, đi theo. Theo người thanh niên, Dương Diệp an toàn đi tới cửa tòa thành kia, phía trên cửa thành là ba chữ lớn màu đen, Vũ Đế Thành. Vũ Đế Thành. Dương Diệp liếc mắt nhìn Vũ Đế Thành, thành này cũng không lớn, tối đa chứa được chừng 10 vạn người. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp phát hiện trong thành dù có người nhưng rất ít. Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên bên cạnh. Tần Lãng huynh, những người này là ai vậy? Trước đó, trong lúc nói chuyện, Dương Diệp biết được tên người thanh niên này. Tần Lãng cười nói. Phần lớn những người này đều là đạo sư của học viên cùng với người nhà của học viên, còn có một vài người từ ngoài đến. Tuy nhiên những người từ ngoài đến không đơn giản, phần lớn đều là một vài người đặc biệt, ví dụ như người của trận pháp gia, đại gia phù đạo, đại sư luyện khí. Nói chung người có thể được phê chuẩn bước vào Vũ Đế Thành đều không phải là người bình thường. Trận pháp gia, phù đạo, luyện khí. Dương Diệp im lặng, hắn nhìn lướt qua Vũ Đế Thành thấy nó không đơn giản. Lúc này, Tần Lãng đột nhiên nói. Đây là Vũ Đế Viện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, sau đó sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Ngươi xác định chứ? Sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc vì phía trước Vũ Đế Viện cũng chỉ có một cửa lớn. Thật sự quá đơn giản. Một cánh cửa trúc, phía trên có ba chữ lớn, Vũ Đế Viện. Hắn còn chưa nhìn kỹ bên trong cánh cửa trúc. Tần Lãng cười nói. Trước đây ta giống như ngươi. Gì thôi, sau này sẽ quen cả thôi. Dứt lời, Tần Lãng đi vào trước. Lướt qua cánh cửa trúc, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dãy núi. Lúc này hai người Dương Diệp đã ở trong một dãy núi mênh mông. Nhìn qua đều thấy dãy núi trải dài không dứt, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đi thôi. Tần Lãng mỉm cười, sau đó tay phải vẫy một cái, trong phút chốc, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng và biến mất ở phía xa. Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp ngừng lại, ở phía trước hắn không xa có từng kiến trúc màu vàng sừng sững ở trên đó. Nhìn từ góc độ này, những ngọn núi có kiến trúc kia tương tự với Bác Đấu Thất Tinh. Bắc đấu thất tinh trận. Lúc này, Tần Lãng cười nói. Trận này rất mạnh, nghe nói Bắc đấu thất tinh trận này cũng chính là dưới 7 tòa học phong đều được linh thần bí trấn áp. Tuy nhiên đáng tiếc, chúng ta không cơ hội nhìn thấy được linh thần bí này là gì. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tần Lãng cười nói. Bởi vì không ai dám tới Vũ Đế học viện gây sự. Nói xong, Tần Lãng tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp liếc nhìn mấy tòa học phong này. Sau đó đi theo. Tần Lãng không dẫn theo Dương Diệp đi tới bất kỳ nơi nào trong 7 tòa học phong này mà đi tới một ngọn núi nhỏ hẻo lánh,
ngọn núi nhỏ này cách bảy tòa học phong không xa, thuộc về một trong những ngọn núi xung quanh bảy tòa học phong này. Bảy tòa học phong này thuộc về chủ phong, mà ở dưới chủ phong này còn có vô số ngọn núi nhỏ vây quanh. Trên ngọn núi nhỏ này có một tòa tháp đen, đỉnh tháp có ánh sáng lấp lánh quấn quanh. Tần Lãng dẫn theo Dương Diệp đi tới trước tòa tháp đen này, sau đó nói. Đây là các thế giới, thư viện của Vũ Đế Học Viện chúng ta, bên trong có cất rất nhiều sách cổ, ghi chép đủ loại chuyện lạ. Có thể nói, đây là một tòa thư viện đầy đủ nhất trong cả đại thiên vũ trụ chúng ta. Ai cũng có thể xem à? Dương Diệp hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tần Lãng cười nói. Tháp có tổng cộng có 4 tầng, trong mỗi một tầng đều không giống nhau. Tầng cao nhất là đồ cổ xưa nhất, rất hiếm lạ. Nếu muốn đi vào thư viện xem sách, hoặc mượn sách thì nhất định phải dùng học phần để đổi. Học phần. Dương Diệp không hiểu, vẻ mặt Tần Lãng nghiêm trọng. Học phần có quan hệ đến số phận của học sinh trong học viện. Học phần không dễ có, chỉ có thể thông qua các loại cuộc thi trong mỗi tháng, ví dụ như thi văn, thi võ, còn có thể thu được qua một vài nhiệm vụ. Mặc dù không dễ có, nhưng lại có hạn chế thấp nhất. Cứ cách nửa năm, học viện sẽ đuổi những học viên có học phần không đạt tiêu chuẩn, cũng chính là 9 phần 10 học phần. Nếu như thời gian vừa đến, học viên cầm học phần không đủ 9 phần 10 thì sẽ lập tức bị đuổi. Nói đến đây, hắn khổ sở nói. Nếu như chỉ cần bị đuổi thì cũng thôi, còn bị ghi trên cột sỉ nhục của Vũ Sơn này, tên bị khắc ở phía trên. Ôi, quá mất mặt. Không chỉ mất mặt mình, còn làm cho cả gia tộc của mình cùng thế lực phía sau mất mặt. Bởi vì bọn họ sẽ viết ai, tông nào, gia tộc nào. Dù sao cũng rất thảm. Dương Diệp khẽ cười, Vũ Đế Học Viện này có những quy tắc rất thú vị, loại phương pháp này có thể kích thích ý chí chiến đấu của những học sinh này. Lúc này, Tần Lãng nói. Dương Huynh, tới rồi, ta sẽ bàn giao cho ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo Dương Diệp bước vào tầng thứ nhất của các thế giới. Ở cửa có một bàn đá nhỏ, trên bàn đá là một quyển sách cuộn dày màu đen. Tần Lãng nói, Dương Huynh, đợi ta đi báo tên cho Huynh, sau này Huynh chính là nhân viên quản lý thư viện này. Làm nhân viên quản lý cũng có lương, một tháng sẽ được 5 học phần, có học phần thì có thể đổi được rất nhiều đồ. Có thể nói, chỉ cần ngươi có đủ học phần, cho dù bảo vật huyền kỹ cấp thánh nhân, thậm chí đồ trên thánh nhân cũng có thể đổi được, tuy nhiên, người bình thường hiển nhiên đổi không nổi rồi. Nói xong, Tần Lãng cũng không đợi Dương Diệp nói đã tiếp tục nói tiếp. Công việc của ngươi rất đơn giản, chính là ghi chép những người tới mượn sách, hoặc người đọc sách, 30 học điểm là có thể vào tầng thứ nhất xem một khắc, 50 học phần. Nói chung, trước mặt trong quyển này của ngươi đều có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ, đến lúc đó ngươi cứ theo quy định là được. Nhớ kỹ một điểm, không nên đắc tội người khác, bởi vì bây giờ ngươi vẫn đang trong thời kỳ thử việc nên không được thư viện che chở. Nhưng nửa tháng sau, ngươi mà được thư viện chấp nhận, khi đó sẽ không ai dám vô duyên vô cớ ra tay với ngươi nữa. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy Tần Lãng huynh, người trước ta, cũng chính là nhân viên quản lý trước đó có phải là huynh không? Biểu tình Tần Lãng cứng đờ, sau đó khẽ gật đầu. Đã biết mà. Dương Diệp liếc nhìn Tần Lãng, sau đó nói. Vậy Tần Lãng huynh chuẩn bị đi đâu? Tần Lãng cười hì hì. Ta làm ở đây 3 năm. Cộng thêm làm một ít nhiệm vụ bình thường nên cũng tích được một ít học phần, số học phần của ta bây giờ đã có thể rửa đi tên của mình trên cột sỉ nhục. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi, Tần Lãng khẽ gật đầu. Ta đã từng là học sinh của học viện, bởi vì một vài chuyện dẫn đến học phần của ta không đủ, sau đó lại bị đuổi ra khỏi học viện. Tuy nhiên ta không rời đi, mà ở này tìm một công việc, phải nói là rất nhiều công việc. Ví dụ như tuần tra bầu trời vũ đế. Trước đó sở dĩ gặp phải ngươi là khi ta đang đi tuần. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Bây giờ, học phần đã đủ, sau khi xóa tên trên cột sỉ nhục, ta chuẩn bị đi bồi dưỡng, sau đó thi lại vào Vũ Đế Viện. Nam nhân ngã ở đâu lại đứng lên ở đó, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp gật đầu cười. Ta ủng hộ huynh trên tinh thần. Tần Lãng cười ha ha, sau đó bấm tay bắn ra. Một tấm thiệp rơi vào trên bàn đá trước mặt Dương Diệp. Bên trong có 5 học phần, xem như ta tặng cho huynh, huynh đừng từ chối, không bao lâu nữa, huynh sẽ biết 5 điểm học phần này có trợ giúp cho huynh lớn tới mức nào. Dương huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía xa.
Dương Diệp mỉm cười, sau đó lắc đầu và liếc nhìn bên cạnh. Các thế giới, nhân viên quản lý. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy vắng vẻ, không có gì cả. Thật ra không phải vậy, ở trong này có một ít thế giới nhỏ, những thế giới nhỏ này chính là nơi chứa những quyển sách. Mà cuốn sách cuộn màu đen trước mắt hắn chính là chìa khóa của thư viện này. Tuy nhiên hắn cũng không có quyền gì, chỉ lúc người ta muốn xem sách, hoặc mượn sách, hắn sẽ lấy ra chìa khóa để cho người ta mở ra cánh cửa của những thế giới nhỏ. Nói thật dễ nghe là nhân viên quản lý thư viện, nói khó nghe chính là một người làm việc vặt. Tuy nhiên, Dương Diệp cũng không mấy chú ý tới những điều này. Bây giờ, hắn phải kiếm một ít học phần, bởi vì hắn cũng muốn xem thử sách bên trong thư viện này, đặc biệt là tầng thứ tư. Muốn xem sách ở tầng thứ tư cần tới 3.000 học phần. Hơn nữa, chỉ có thời gian là một khắc, nếu như muốn mượn một quyển sách ở tầng thứ tư lại cần phải 5.000 điểm học phần. Hơn nữa sau một ngày đã phải trả lại. Mà một tháng, hắn chỉ có 5 điểm học phần. Rõ ràng hắn phải nghĩ cách kiếm học phần từ chỗ khác. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tháp, hai đường ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Rất nhanh đã có một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Hai người trước mắt này chắc là học sinh của Vũ Đế Học Viện, nhưng điều làm cho Dương Diệp vô cùng kinh ngạc là một nam một nữ này đều là chi đạo cảnh, cùng cảnh giới với hắn. Rất nhanh, một nam một nữ kia đi tới trước mặt Dương Diệp, nam tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mới tới à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra. Một tấm thẻ bạc rơi vào trước mặt Dương Diệp. Hai người chúng ta muốn vào tầng thứ hai xem sách, một khắc. Dương Diệp vội vàng liếc nhìn cuốn sách cuộn màu đen trước mắt mình, sau đó hắn cầm lấy thẻ của nam tử kia và quét nhẹ lên cuốn sách cuộn màu đen, rất nhanh, tấm thẻ lóe lên một ánh sáng bạc, thấy thế, Dương Diệp đưa tấm thẻ cho nam tử kia, nam tử cũng không nói gì thêm, lại muốn cùng nữ tử kia đi vào trong, mà lúc này Dương Diệp vội vàng ngăn cản ở trước mặt hai người. Hai vị, chỉ có thể để một người vào trong. Nam tử này chỉ đưa ra học phần cho một người, nếu như để nữ tử kia cũng theo hắn vào trong, như vậy lại xem như đang dối trá. Nếu như bị phát hiện, hai người này có thể chỉ bị phạt nhỏ, nhưng Dương Diệp hắn nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử kia nhíu mày. Ta đã trả học phần. Dương Diệp nói. Ta biết, nhưng ngươi chỉ trả cho một người. Nam tử nhìn thẳng vào Dương Diệp. Tần Lãng đâu? Dương Diệp lắc đầu. Không biết, sao vậy, nếu hắn ở đây thì chỉ trả một phần là hai người vào à? Nam tử còn muốn nói điều gì, lúc này, nữ tử kia đột nhiên bấm tay bắn ra, một tấm thẻ bạc rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không nói gì, trả thẻ bạc và chuyển cho nữ tử kia. Nữ tử kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tới đánh cược không? Sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi sống không quá 3 ngày. Muốn đánh cuộc không? Sống không quá 3 ngày. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Vì sao? Nữ tử nói. Không tại sao cả, ta chỉ đánh cược ngươi sống không quá 3 ngày. Yên tâm, hai người chúng ta sẽ không ra tay giết ngươi. Có đánh cuộc không? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Nếu ngươi tự tin như vậy. Chúng ta lại đánh cược một lần. Nếu như 3 ngày sau ta còn sống, ngươi trả cho ta 100 học phần, thế nào? 100 học phần đã đặc biệt nhiều rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử bên cạnh nữ tử kia biến sắc, mà nữ tử kia lại cười và nói. Được, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp đi vào thế giới tầng thứ nhất. Nam tử kia liếc nhìn Dương Diệp. Tìm đường chết. Dứt lời. Hắn xoay người vội vàng đuổi theo nữ tử kia. Dương Diệp lắc đầu cười, hắn đi ra khỏi thư viện, sau đó chậm rãi bay lên. Rất nhanh, hắn đã đi tới không trung và nhìn bên dưới. Trên ngọn núi này chỉ có một kiến trúc, đó chính là thư viện các thế giới này. Ở xung quanh thư viện này là vô số rừng rậm, những rừng rậm này vây quanh thư viện vào giữa. Ngay lúc đầu, Dương Diệp cho rằng những rừng cây này chỉ là rừng cây bình thường, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra. Những năng lượng trong rừng cây dao động. Lại là một trận pháp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về thư viện phía dưới này, đừng thấy bên trong thư viện không có ai, nhưng hắn dám khẳng định, nếu như hắn dám lén lút lấy việc công mưu cầu việc tư, tuyệt đối sẽ bị lập tức phát hiện.
Lúc này, Dương Diệp thu lại mạch suy nghĩ và trở lại mặt đất, mà lúc này, một nam một nữ kia đã đi ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người rồi không để ý tới bọn họ nữa, trở lại trước bàn nhỏ của mình. Đối với Dương Diệp hắn, lá mặt lá trái gì đó, lúc vui vẻ, hắn sẽ chơi đùa với ngươi, lúc mất hứng, hắn cũng không thời gian đi làm những chuyện này. Bị Dương Diệp không để ý tới, vẻ mặt của một nam một nữ kia lập tức trầm xuống. Nam tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Bây giờ, ta thay đổi chủ ý rồi. Ngươi cùng Mộng Âm tiểu thư đánh cược cũng tính thêm ta nữa, thế nào? Ngươi nhất định sẽ đáp ứng, 3 ngày sau, nếu như ngươi không chết, tự nhiên có thêm 100 điểm học phần, loại chuyện này, sao ngươi có thể từ chối được? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Điều này có lợi cho ngươi sao? Nam tử cười nói. Không lợi ích gì, chỉ cảm thấy chơi vui thôi, không được sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta có chút thất vọng về Vũ Đế Học Viện. Ban đầu, ta còn cảm thấy ở đây là nơi hổ nằm, rồng ẩn, là một nơi cần phải cẩn thận chú ý, nhưng bây giờ xem ra lại không khác gì bên ngoài, người ngu ngốc nhiều như vậy. Nghe được lời châm chọc của Dương Diệp, sắc mặt nam tử này lập tức lạnh xuống. Thế nào, bây giờ đã muốn chết rồi à? Nói xong, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mà lúc này, nữ tử được gọi là Mộng Âm đột nhiên nói. Cao Du huynh cần gì tính toán với người như thế? Nếu huynh giết chết hắn, học viện sẽ không đuổi huynh, nhưng nhất định sẽ không thoát khỏi bị giam giữ. Còn nữa, số học phần huynh cực khổ kiếm được có thể sẽ bị trừ hết. Nói xong, nàng liếc nhìn Dương Diệp và nói. Giết ngươi sẽ khiến ta cảm thấy bẩn tay. Đây là lý do vì sao ngươi còn sống sót đến bây giờ. Dương Diệp lắc đầu. Trước khi ta tới, có tiền bối nói cho ta biết đi tới chỗ này phải khiêm tốn một chút, ta cũng cảm thấy phải khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ xem ra, khiêm tốn cái lông à. Người ở đây đều cao ngạo hơn cả Dương Diệp ta. Dứt lời, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mà vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách ba người không xa, nhìn thấy lão già này, vẻ mặt của Mộng Âm cùng Cao Du lập tức thay đổi, sau đó hai người vội vàng cung kính thi lễ lão già kia và xoay người rời đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, giống như đang lẩn trốn. Dương Diệp ngây người, sau đó nhìn về phía lão già kia, lão già này có lai lịch ra. Sao? Lúc này, lão già kia liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cong tay bắn ra, một thẻ màu vàng rơi vào trước mặt Dương Diệp, tầng thứ hai. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cầm tấm thẻ và quét qua. Lão già trực tiếp xoay người đi vào trong tháp này, rất nhanh. Bóng dáng hắn biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Ngươi là nhân viên quản lý mới tới. Lúc này, một giọng nói dễ thương đột nhiên vang lên ở gần bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại và thấy ở cách đó không xa có một nữ hài mặc váy tím đang nhìn hắn. Nàng khoảng 15-16 tuổi, mặc dù có chút non nớt, nhưng gương mặt rất xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn sẽ có ấn tượng. Dương Diệp liếc nhìn nữ hài mặc váy tím, sau đó khẽ gật đầu. Đúng. Nữ hài mặc váy tím hơi cong khóe miệng, hai mắt híp thành một đường. Ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Dương Diệp cười nói. Chuyện gì? Nữ hài mặc váy tím đi tới trước mặt Dương Diệp, cười híp mắt nói. Ta muốn đi tới tầng thứ ba xem, nhưng ta không có điểm học phần. Nói đến đây, vẻ mặt thiếu nữ đau khổ khiến người ta thấy mà thương xót. Dương Diệp lại không hề động tâm. Không có học phần, ngươi có thể kiếm. Có rất nhiều cách kiếm được. Nhưng rất chậm. Nữ hài mặc váy tím nói. Dương Diệp xua tay. Ta lại không có cách nào. Dù sao ta cũng rất nghèo. Nữ hài mặc váy tím chớp chớp mắt. Nếu không, ngươi trực tiếp để cho ta vào trong được chưa? Không được. Dương Diệp từ chối rất quyết đoán. Cho dù hắn là nhân viên quản lý thư viện, nhưng đây là một vị trí giả. Những sách ở trong này không có liên quan gì với hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ hài mặc váy tím mím môi rồi nói. Được rồi. Dương Diệp cho rằng nữ hài mặc váy tím này sẽ rời đi, nhưng điều làm cho hắn không ngờ được là nàng tự nhiên nghênh ngang đi về phía thư viện này. Hoàn toàn không để ý tới hắn. Dương Diệp tất nhiên không để cho nữ hài mặc váy tím bước vào trong tháp, khi nữ hài mặc váy tím muốn đi vào, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và cười híp mắt nói. Tiểu muội muội này. Ngươi không phải muốn xông vào chứ? Trên mặt nữ hài mặc váy tím vẫn tươi cười rạng rỡ. Đúng vậy.
Dương Diệp cũng tươi cười không giảm. Vậy ngươi thử xem. Nữ hài mặc váy tím đột nhiên thò tay ra, sau đó nàng điểm về phía ngực của Dương Diệp. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp xem thường, nhưng thoáng cái, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bởi vì trước ngực hắn tự nhiên rạn nứt. Dương Diệp vội vàng lùi về phía sau 10 bước, nhưng tay của nữ hài váy tím này vẫn điểm ở trước ngực của Dương Diệp. Tốc độ trong ngực Dương Diệp rạn nứt càng lúc càng nhanh, máu tươi đã tràn ra. Nữ hài mặc váy tím nhìn Dương Diệp và vẫn tươi cười, chỉ có điều nụ cười này có chút thâm trầm. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên đánh ra một quyền. Trong mắt nữ hài mặc váy tím này lóe lên sự kinh ngạc, bàn tay kia của nàng trực tiếp nắm lấy nắm tay của Dương Diệp. Bộp! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nữ hài mặc váy tím này trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng. Nữ hài mặc váy tím nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ái chà, không đơn giản. Tới, tiếp tục. Mà vào lúc này, một thanh kiếm trực tiếp để ở giữa chân mày của nữ hài mặc váy tím này. Nữ hài mặc váy tím lập tức sửng sốt. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực của ta, ta cảm thấy ngươi nên bồi thường ta. Được rồi, 100 điểm học phần là được. Sao, ngươi không muốn à? Phụt, kiếm tiến vào giữa chân mày của nữ hài mặc váy tím, một giọt máu tươi lập tức từ đó tràn ra, sau đó chậm rãi nhỏ xuống. Trước đó, Dương Diệp còn đang nghĩ cách làm sao để kiếm được học phần, trước không nghĩ ra, nhưng bây giờ hắn nghĩ được rồi. Hắn quyết định lại về nghề cũ. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trên mặt nữ hài váy tím có một giọt máu theo mũi chậm rãi nhỏ xuống, cuối cùng chảy tới trên môi, mà lúc này, nữ hài váy tím đột nhiên lẻ lưỡi liếm giọt máu này. Động tác này có yêu dị, cũng có chút dọa người. Bởi vì khóe miệng nữ hài váy tím cười có phần quỷ dị không thể nói rõ được. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không dao động. Hắn biết nữ hài váy tím trước mắt này chắc chắn không bình thường, nhưng Dương Diệp hắn cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Hắn sợ cái gì chứ? Nhưng vẫn phải nói, hắn thật sự từng sợ. Ví dụ như tà vật này, thứ này thật sự làm cho hắn đau đầu. Lúc này, nữ hài váy tím này đột nhiên cười nói. Vị tiểu ca ca này, một kiếm vừa rồi của ngươi thật nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Tuy nhiên, đó là do ta không ngờ được ngươi sẽ nhanh như vậy, nếu để cho ta chuẩn bị, ta. Ngươi cái gì mà ngươi? Dương Diệp đột nhiên ngắt lời nữ hài váy tím nói. Nhanh đưa ta 100 học phần, cho ta 100 học phần sau ngô, ta có thể cho ngươi chuẩn bị xong mới đánh, tuy nhiên nếu đánh thua, vẫn phải trả cho ta 100 học phần. Vẻ mặt nữ hài váy tím cứng đờ. C. Ngươi là thổ phỉ sao? Dương Diệp khẽ nói. Dĩ nhiên không phải, ngươi xem ta là loại người như vậy sao? Ta là đang cướp của người cơ giàu chia cho người nghèo, ngươi xem thử đi, ta nghèo như vậy, ngươi không nên cứu tế một chút sao? Nữ hài váy tím chớp chớp mắt. Mình nghèo thì có thể tìm người khác cứu tế, hóa ra có thể làm như vậy sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cho nên ngươi cho hay không đây? Dứt lời. Tay phải hắn khẽ động, giữa chân mày của nữ hài váy tím lại có thêm một giọt máu chậm rãi tràn ra. Nữ hài váy tím nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra, một tấm thẻ màu bạc rơi vào trước mặt hắn. Bên trong có 300 điểm học phần, tiểu ca ca, ngươi dám cầm sao? Dương Diệp cầm lấy tấm thẻ này, sau đó nói. Dương Diệp khẽ nói. Dĩ nhiên không phải, ngươi xem ta là loại người như vậy sao? Ta là đang cướp của người cơ giàu chia cho người nghèo, ngươi xem thử đi, ta nghèo như vậy, ngươi không nên cứu tế một chút sao? Nữ hài váy tím chớp chớp mắt. Mình nghèo thì có thể tìm người khác cứu tế, hóa ra có thể làm như vậy sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cho nên ngươi cho hay không đây? Dứt lời, tay phải hắn khẽ động, giữa chân mày của nữ hài váy tím lại có thêm một giọt máu chậm rãi tràn ra. Nữ hài váy tím nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó bấm tay bắn ra, một tấm thẻ màu bạc rơi vào trước mặt hắn. Bên trong có 300 điểm học phần, tiểu ca ca, ngươi dám cầm sao? Dương Diệp cầm lấy tấm thẻ này, sau đó nói. Lại cho ta một thẻ nữa. Nữ hài váy tím nghe theo, lại cho Dương Diệp một tấm thẻ nữa. Dương Diệp dùng hai tấm thẻ quẹt qua, sau đó cầm một cái đưa cho nữ hài váy tím. Làm người phải có nguyên tắc. Nói rõ 100 học phần chính là 100 học phần. Bây giờ, ngươi có thể đi. Nói xong,
Dương Diệp thu kiếm. Mà vào giây phút đó, tay phải của nữ hài váy tím đột nhiên thò ra phía trước, trực tiếp chộp tới cổ họng của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp giơ tay lên liền đâm ra một kiếm. Ầm. Nữ hài váy tím này trực tiếp bị đẩy đến ngoài trăm trượng, nàng vừa dừng lại, mặt đất dưới chân lập tức chấn động mạnh, kết quả là cả ngọn núi nhỏ đều bị chấn động kịch liệt. Có thể thấy được một kiếm vừa rồi của Dương Diệp khủng khiếp tới mức nào. Phía xa, nữ hài váy tím nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, ở trên bàn tay nhỏ bé của nàng đã nhuộm đầy máu tươi. Nữ hài váy tím ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là lợi hại. Nữ hài váy tím lại muốn tiếp tục ra tay, mà lúc này, tay phải của Dương Diệp hơi mơ ra, ở trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một thanh kiếm. Giờ phút này, cả người Dương Diệp có kiếm quang lượn lờ, kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép về phía nữ hài váy tím. Tuy nhiên, ở dưới sự khống chế của hắn, kiếm này thế chỉ nhằm vào nữ hài váy tím này, tuyệt đối không lộ ra ngoài. Nếu không, kiếm thế này của hắn mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ khiến Vũ Đế Học Viện phải kinh ngạc. Bị kiếm thế của Dương Diệp bao phủ, nữ hài váy tím này ngây người, sau một hồi lâu, nắm tay nàng đột nhiên thả lỏng ra, sau đó có chút chán nản. Hóa ra ta kém như vậy, ngay cả một nhân viên quản lý thư viện cũng đánh không nổi. Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, sau đó khẽ nói. Không phải ngươi yếu. Nói xong, hắn xoay người đi vào bên trong tháp. Vậy thì vì cái gì? Phía sau Dương Diệp đột nhiên truyền đến giọng nói của nữ hài váy tím này. Là bởi vì ta quá mạnh mẽ. Dương Diệp nói xong câu này thì đã ngồi ở đó trước bàn đá, hai mắt khép hờ giống như đi vào giấc ngủ. Ngoài tháp, nữ hài váy tím ngây người một hồi lâu, đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một tấm thẻ mảnh đập mạnh xuống bàn đá ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi dạy ta luyện kiếm được không? Đây là học phí, ở trong này có 500 điểm học phần. Dương Diệp mở mắt nhìn về phía nữ hài váy tím. Tại sao muốn luyện kiếm? Nữ hài váy tím nói. Bởi vì kiếm mạnh mẽ, ta học võ lâu như vậy cũng đánh không nổi ngươi, nếu như vậy còn không bằng luyện kiếm. Dương Diệp có chút đau đầu. Ngươi đánh không nổi ta lại muốn luyện kiếm, ngày sau ngươi đánh không nổi người khác mà người ta là đao tu. Có phải ngươi lại muốn đi luyện đao không? Nữ hài váy tím hỏi ngược. Lẽ nào không thể được à? Dương Diệp. Lúc này, nữ hài váy tím nói. Dù sao, cái gì mạnh mẽ thì Lý Thủy Thủy ta luyện cái đó. Nói xong, hai tay nàng chống ở trên bàn đá, mắt nhìn xuống Dương Diệp. Có phải ngươi chê học phí thấp không? Không sao, chỉ cần ngươi nói giữ lời, ta sẽ đi lừa gạt. À không đúng, ta đi kiếm thêm. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài váy tím hơi ửng đỏ, nhưng chẳng bao lâu đã trở lại bình thường. Dương Diệp lắc đầu. Không dậy. Vì sao? Nữ hài váy tím có chút tức giận, nhưng vừa nghĩ tới mình đánh không nổi người trước mắt này, giọng điệu không khỏi yếu đi. Tại sao chứ? Dương Diệp nói. Ta chỉ biết giết người, không biết dạy người. Mắt của nữ hài váy tím lập tức sáng lên. Chỉ biết giết người, không biết dạy người. Thật là lợi hại. Dương Diệp liếc nhìn nữ hài váy tím, sau đó nói. Một chưởng vừa rồi của ngươi vỗ vào trên ngực ta là dùng lực lượng gì vậy? Một chưởng kia đã thiếu chút nữa đập nát cơ thể hắn. Nữ hài váy tím cười nói, lợi hại không? Đây chính là sát chiêu độc môn của ta, tập trung lực lượng ở cùng một điểm, sau đó lấy điểm phá bề mặt, đúng rồi, không thể nói những chuyện khác, đây chính là bí mật. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật sự không tệ, chỉ là lực lượng thân thể của ngươi có hơi yếu. Bốp! Lúc này, hai tay của nữ hài váy tím đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn đá, tức giận nói. Ngươi lại dám nói lực lượng của ta. Đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của nữ hài váy tím này. Có thể từ từ nói chuyện chứ? Nữ hài váy tím chớp chớp mắt, sau đó cười gượng. Kích động thôi. Dương Diệp thu hồi kiếm, sau đó nói. Ngươi cảm thấy lực lượng thân thể của ngươi không kém. Đương nhiên. Lý Thủy Thủy vội vàng nói. Ở trong học viện, ít nhất ở trong lớp chúng ta, lực lượng thân thể ta mạnh nhất. Dương Diệp khẽ nói. Được, chúng ta đánh cược đi, ta đấu với ngươi về lực lượng thân thể, ta không cần kiếm, nếu như ta thắng ngươi, ngươi cho ta 100 điểm học phần, được không? Lý Thủy Thủy nói. Thực sự không cần kiếm. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng nếu như ngươi thua,
Lý Thủy Thủy đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Ta cũng trả cho ngươi 100 điểm học phần. Của ngươi là của ta mà. Lý Thủy Thủy thầm nói. Sao? Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Lý Thủy Thủy vội vàng nói. Được, tới so lực lượng thân thể, chỉ có điều phải so thế nào. Dương Diệp nói. Ngươi ra tay đánh ta mà ta không cần kiếm, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thủy Thủy nói. Được. Dứt lời, nàng lại muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên trừng mắt với nàng. Đi ra bên ngoài. Lý Thủy Thủy cười gượng, sau đó theo Dương Diệp đi ra ngoài. Lý Thủy Thủy đã có chút nóng lòng không chờ được, lập tức xông thẳng về phía Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp. Lý Thủy Thủy thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng vẫn kinh người, hơn nữa còn có quyền thế. Tuy nhiên, đối với thể tu chuyên nghiệp như Dương Diệp, lực lượng của Lý Thủy Thủy lại có vẻ yếu ớt. Dương Diệp đánh ra một quyền. Quyền thế kia của Lý Thủy Thủy lập tức biến mất, bản thân nàng cũng trực tiếp bị một quyền này đẩy cho liên tiếp lùi lại phía sau. Cách đó không xa, Lý Thủy Thủy nhìn nắm đấm nhỏ của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nói. Còn muốn tiếp tục không? Lý Thủy Thủy im lặng một lát, đột nhiên nàng ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chân của mình, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến. Dương Diệp đi tới trước mặt Lý Thủy Thủy, sau đó nói. Có phải thua ta xong liền cảm thấy mình rất vô dụng không? Lý Thủy Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã ngấn lệ. Dương Diệp lắc đầu. Thật không biết ngươi làm sao đi tới ngày hôm nay, gặp phải chút khó khăn đã biến thành như vậy. Lý Thủy Thủy lập tức đứng lên và muốn nói gì đó, nhưng Dương Diệp lại lắc đầu. Cho ta điểm học phần, sau đó rời đi. Lý Thủy Thủy hừ một tiếng, sau đó bắn tấm thẻ trong tay đến trước mặt Dương Diệp, hắn lấy 100 điểm học phần xong liền xoay người đi vào trong tháp. Ta sẽ tới tìm ngươi. Phía sau Dương Diệp truyền đến giọng nói Lý Thủy Thủy. Dương Diệp không để ý tới Lý Thủy Thủy, hắn ngồi ở trên ghế đá, hai mắt từ từ nhắm lại. Cách đó không xa, Lý Thủy Thủy nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên không nhìn mình thì tức tới dậm chân. Cuối cùng trừng mắt với Dương Diệp rồi xoay người hóa thành một đường ánh sáng biến mất ở cuối chân trời. Mà khi Lý Thủy Thủy đi rồi, lão già vào trong tháp trước đó đã đi ra, khi lão già đi ngang qua bên cạnh Dương Diệp có liếc nhìn hắn. Lúc này, hắn mở mắt và khẽ gật đầu chào lão già. Nhân tài không được trọng dụng. Lão già nói xong câu đó liền xoay người rời khỏi thư viện, sau đó biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhắm hai mắt lại. Bên trong Hồng Mông Tháp. Bây giờ hắn muốn học tốt đế băng quyền trong binh phù. Tuy nói hạm nhiều nhai không nát, nhưng bây giờ Dương Diệp hắn biết không nhiều kiếm kỹ cùng võ kỹ, đặc biệt là võ kỹ, thứ thật sự có thể nhắc tới cũng lại đế băng quyền này. Lực lượng bản thân hắn đủ cường đại, nếu như thi triển quyền kỹ, uy lực kia chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Mà bên ngoài là hai ngày. Hai ngày qua cũng có vào người tới mượn sách cùng đọc sách, nhưng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, ngày thứ ba. Một nam tử cùng nữ tử đi tới ngoài tháp, đó chính là Mộng Âm cùng Cao Du đã đánh cược với Dương Diệp trước đó. Dương Diệp rõ ràng cũng phát hiện ra đối phương nên mở mắt nhìn và cười lạnh. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy chậm rãi đi về phía hai người kia. Là các ngươi hay là Dương Diệp ta cầm đao không được? À không đúng, cầm kiếm không được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Cao Du ngẩn người và đang muốn nói, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cơ về phía chân trời. Trong đám mây trên bầu trời có hai đường ánh sáng đang bắn tới nhanh như tia chớp. Rất nhanh, một nữ tử váy xanh xuất hiện ở trước mặt ba người, mà ở nữ bên cạnh tử váy xanh này còn có một nữ hài mặc váy tím. Nữ hài này chính là Lý Thủy Thủy. Nhìn thấy Lý Thủy Thủy, Dương Diệp nhíu mày. Tại sao người phiền phức này lại tới chứ? Nhìn thấy nữ hài váy tím này cùng nữ tử váy xanh, vẻ mặt Mộng Âm cùng Cao Du lập tức thay đổi, hai người vội vàng đi tới trước mặt hai nàng, Cao Du cười nói. Hôm nay hai học tỷ cũng tới đọc sách sao? Nữ tử váy xanh khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Lý Thủy Thủy liếc mắt nhìn hai người, sau đó cười nói. Thế nào, ngày hôm nay các ngươi cũng tới xem sách sao? Cao Du khẽ lắc đầu và liếc nhìn phía Dương Diệp, sau đó nói. Ngày hôm nay hai người chúng ta tới tính sổ. Tính sổ.
Lý Thuê Thủy ngây người rồi hiếu kỳ nói. Tính sổ gì vậy? Cao Du cười nói. Cũng không có gì, mấy ngày hôm trước chúng ta có đánh cược với nhân viên quản lý này. Hai người chúng ta đánh cược hắn sống không quá 3 ngày, mà hôm nay chính là ngày thứ 3. Cho nên hôm nay chúng ta tới tính sổ. Lý Thủy Thủy chớp chớp mắt, sau đó nói. Ý của ngươi là hai người các ngươi tới giết hắn sao? Cao Du khẽ lắc đầu. Giết người là sẽ bị trừ học phần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Vì không để cho chúng ta bị trừ học phần, ngươi tự sát được không? Như vậy sẽ bớt phải chịu nổi khổ da thịt, ngươi có chịu không? Dương Diệp liếc nhìn hai người, sau đó nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Ta hỏi chút, ở nơi quỷ quái này, giết người chỉ bị trừ học phần thôi sao? Lý Thủy Thủy cười nói. Ngươi không thể giết bọn họ, nếu ngươi giết bọn họ thì không có khả năng bị trừ học phần, mà sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì ngươi không phải là học sinh của học viện chúng ta. Mà nếu như bọn họ giết ngươi thì có thể dùng học phần để giải quyết. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Mà vào lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Nhưng nếu như rời khỏi chỗ này và đi tới nơi khác, cũng chính là rời khỏi Vũ Đế Học Viện đến bên ngoài, khi đó, Vũ Đế Học Viện sẽ không quản nữa. Bởi vì, học viện từng nói qua, nếu như bị giết ở bên ngoài, vậy chỉ có thể là do thực lực của mình không đủ, đáng đời. Xem ra ngươi rất có tự tin vào chính mình. Đúng lúc này, Cao Du đột nhiên cười nói. Nếu không, chúng ta ra ngoài, sống chết tự chịu trách nhiệm. Thế nào? Dương Diệp liếc nhìn Cao Du cùng Mộng Âm, sau đó nói. Hai vị, ta thật sự không rõ. Mâu thuẫn giữa chúng ta chỉ có thể xem như là một mâu thuẫn nho nhỏ, các ngươi không cần phải dồn người khác vào chỗ chết như vậy chứ. Hắn thấy những người này đều bị giáo dục cao, chắc ở trên phương diện chỉ số thông minh cùng tâm tính cũng không kém chứ. Cao Du cười nói. Là đang cầu xin tha thứ sao? Dương Diệp lắc đầu. Nói thêm vài câu với ngươi. Ta cảm giác chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống. Mặt Cao Du lạnh xuống. Tu hành giả mà tâm niệm không thuận thì vứt. Lúc đầu, người bảo hai người chúng ta tâm niệm không thuận, mà ngươi nói vậy với hai người chúng ta có khả năng sẽ sinh ra tâm ma. Vì đề phòng hậu hoạn, chúng ta tất nhiên phải diệt trừ, để cho tâm niệm của mình thông suốt. Dương Diệp khẽ cười. Thì ra là thế, nếu đã vậy thì đi thôi. Dứt lời, Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Giúp ta để ý thư viện một lát, không thành vấn đề chứ. Lý Thủy Thủy chớp chớp mắt. Có lợi gì không? Dương Diệp lắc đầu. Không có lợi. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong tháp, sau đó gọi Thiên Tú. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú. Giúp ta trông coi một chút, không thành vấn đề chứ. Thiên Tú khẽ nói. Có thể để cho Tiểu Bạch theo ta không? Dĩ nhiên là không thể. Phải biết rằng phía sau hắn còn có tà vật đang như hổ đói rình mồi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đã khẽ nói. Đại khái bao lâu thì về? Dương Diệp cười nói. Một lát thôi. Thiên Tú khẽ gật đầu. Được. Ngươi không sợ sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sợ cái gì? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó cười nói. Không có gì. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm cũng chính là kiếm thủ đặt ở trên bàn đá. Ngươi giữ lại cái này dùng để phòng thân. Thiên Tú cũng không từ chối, lập tức khẽ gật đầu. Được. Dương Diệp khẽ xoa xê đầu Thiên Tú, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không lo lắng về Thiên Tú, tiểu nữ hài này rất thần bí, hơn nữa hắn có một trực giác, cho dù là hắn ra tay, sợ rằng cũng không giết được tiểu nữ hài này. Trực giác rất hoang đường. Bởi vì trước mắt lại thấy được Thiên Tú chính là một người bình thường. Nhưng đây chính là chỗ không bình thường. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Thiên Tú, nhóm người Dương Diệp hóa thành một đường ánh sáng biến mất ở phía chân trời. Thiên Tú nhìn thanh kiếm trên bàn đá trước mặt mình, tay nàng khẽ động một cái, thanh kiếm kia lập tức run rẩy, dường như đang đáp lại. Thiên Tú quay đầu liếc nhìn, đột nhiên có một lực lượng cường đại xuất hiện ở trong không trung, chẳng bao lâu đã trực tiếp đẩy Thiên Tú đến ngoài tháp. Thư viện các thế giới tất nhiên có linh, nếu không Vũ Đế Học Viện cũng không có khả năng tùy tiện để cho một người ở chỗ này. Chính bởi vì có linh, hơn nữa linh này còn vô cùng mạnh mẽ, cho nên Vũ Đế Học Viện mới có thể tùy tiện để cho một người ở chỗ này làm công việc ghi chép. Mà giờ phút này, thư viện các thế giới hiển nhiên không chào đón Thiên Tú.
Ngoài tháp, Thiên Tú nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào thư viện các thế giới, một lát sau, nàng đột nhiên ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy bắp chân của mình và im lặng. Lúc này, kiếm thủ đột nhiên bay đến trước mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng rung động. Thiên Tú ngẩng đầu liếc nhìn qua kiếm thủ, sau đó nói. Vì sao ta bị người chán ghét như vậy? Kiếm thủ run rẩy đáp lại. Một lát sau, Thiên Tú khẽ nói. Là bởi vì bọn họ đều sợ ta sao? Nhóm người Dương Diệp rời khỏi Vũ Đế Thành, trong tinh không mênh mông, xung quanh đều ánh sao chói lòa, mấy người ở trong tinh không giống như hạt cát giữa sông, rất nhỏ bé. Dương Diệp nhìn Mộng Âm cùng Cao Du. Ra tay đi. Ngươi ra tay trước. Cao Du cười nói. Nếu không, ngươi có thể sẽ không có cơ hội xuất thủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động, trong lòng bàn tay có thanh kiếm lơ lửng. Đây chính là đoạn tội, giờ phút này, cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều, số lần sử dụng đoạn tội cũng không hà khắc như trước đây. Mà giây phút khi Dương Diệp dùng kiếm, mắt Lý Thủy Thủy lập tức sáng lên. Vẻ mặt nữ tử váy xanh bên cạnh nàng lại nghiêm trọng. Không chỉ nàng ta, hai người Cao Du cách đó không xa cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có giỏi hay không. Trong một chớp mắt này, hắn hoàn toàn thu lại lòng khinh thường, nhưng thanh kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Một kiếm quang nhỏ giống như sợi tóc chợt lóe lên trong trời sao. Vào giờ phút này, cả người Cao Du dựng tóc gáy. Thoáng cái, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, một ánh sáng chói mắt theo sát luồng huyền khí tuôn ra. Nhưng khi màn ánh sáng này tiếp xúc đến kiếm quang kia, nó trực tiếp tách ra. Bù! Ở đó vang lên tiếng không gian bị xé rách. Sau vài hơi thở, ở đó khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Cao Du, ánh mắt Cao Du nhìn Dương Diệp. Ngươi! Còn chưa nói xong, thân thể hắn đột nhiên trực tiếp nứt ra, giống như một đồ sứ bị đập mạnh, lập tức hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt Mộng Âm trực tiếp trắng bệch. Cách đó không xa, cánh tay Lý Thủy Thủy phải nhẹ nhàng chạm vào nữ tử váy xanh bên cạnh. Ốc U tỷ, thế nào? Ta không có lừa gạt tỷ chứ? Nữ tử tên là Ốc U liếc nhìn Lý Thủy Thủy, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mộng Âm nói thẳng. Ta chịu thua. Chịu thua. Dương Diệp sửng sốt, sau đó nói. Ngươi không quan tâm tới tâm cảnh của mình à? Nếu chẳng may sau này có tâm ma thì thế nào? Mộng Âm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ có thực lực mạnh mẽ, là hai người chúng ta có mắt không tròng. Chuyện lúc trước là do hai người chúng ta chuyện bé xé ra to, vẫn mong các hạ đừng tính toán. Dương Diệp cười nói. Ngay từ lúc đầu, các ngươi cảm thấy có thể dễ dàng giết chết ta trong nháy mắt, cho nên, mấy câu nói của ta đã trở thành cái các ngươi gọi là vướng mắc, không giết ta, vướng mắc của các ngươi khó giải. Mà bây giờ, khi thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, sau này các ngươi không còn vướng mắc nữa sao? Mộng Âm im lặng. Lúc này, Dương Diệp lắc đầu. Nói cho cùng vẫn là thực lực. Có thực lực, người tát vào trên mặt đối phương, cho dù ngươi nhổ nước bọt lên trên mặt đối phương cũng không có vướng mắc. Mà nếu như không có thực lực, sợ rằng ngươi không nói lời nào, chỉ cần đối phương cảm thấy ngươi chướng mắt, đều sẽ giết ngươi. Vẫn là câu nói của người xưa nói rất hay, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Mộng Âm, sau đó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng biến mất ở phía chân trời kia, trong chớp mắt, đối phương đã bước vào Vũ Đế Thành. Vì sao không ngăn cản nàng? Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Nàng chết hay không với ta cũng giống nhau. Hơn nữa, giết người nhiều sẽ bị nghiện, ta sợ ta nghiện. Nét mặt Lý Thủy Thủy cứng đờ, sau đó nói. Ngươi không sợ nàng trả thù ngươi sao? Dương Diệp cười nói. Vì sao ngươi không dám trả thù ta? Biểu tình Lý Thủy Thủy cứng đờ, vì sao nàng không dám trả thù Dương Diệp? Rất đơn giản, bởi vì nàng đánh không nổi Dương Diệp. Đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân nữa chính là mọi người cũng không phải tử thù gì, nếu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, vì sao không biến nhỏ? Lúc này, Dương Diệp cong tay bắn ra. Trong tinh không phía xa có một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trong tay hắn. Nhẫn chứa vật này là của Cao Du. Dương Diệp không nhìn mà thu hồi nhẫn chứa đổ rồi xoay người muốn đi, mà lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói, chúng ta muốn đi tìm kiếm bí mật,
ngươi có đi không? Không đi. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Có nguyên thạch. Lý Thủy Thủy đột nhiên kêu. Phía xa, Dương Diệp ngừng lại. Nguyên thạch. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Mục đích cuối cùng để hắn tới Vũ Đế Học Viện chính là này nguyên thạch. Bên trong nguyên thạch có dấu võ học văn minh tiền sử, tuy hắn có kiếm đạo phải đi, sẽ không đi con đường của người khác, nhưng học tập cùng tham khảo là không thể thiếu. Có lẽ thế gian có thiên tài tự học thành tài, nhưng Dương Diệp hắn không phải. Không ngừng học tập điểm tốt của người khác, sau đó lấy ra hoàn thiện mình. Nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại, Lý Thủy Thủy hơi cong khóe miệng giống như một con hồ ly nhỏ. Nàng bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp. Ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm làm một nhân viên quản lý mà. Dương Diệp nói. Nói thử xem. Lý Thủy Thủy tất nhiên biết ý của Dương Diệp, lập tức cười nói. Muốn lấy được nguyên thạch thì có hai cách. Cách thứ nhất là thu được thông qua trường học. Trong ở trường học có nguyên thạch, nhưng cần dùng điểm học phần mới có thể đổi lấy. Mà số điểm học phần này đủ khiến cho chúng ta tuyệt vọng, bởi vì một khối nguyên thạch cần tới 10 vạn điểm học phần. Tính sơ qua, chắc hẳn tất cả học sinh trong học viện chúng ta cộng lại, cũng không thể có 10 vạn điểm học phần. Dương Diệp nhìn Lý Thủy Thủy và yên lặng chờ. Lý Thủy Thủy lại nói. Còn có một cách khác, đó chính là chúng ta tự mình đi tìm nguyên thạch. Tìm chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Lý Thủy Thủy cười nói. Ở chỗ Di Chỉ Tiền Sử, chỗ này đã từng là nơi chủng tộc văn minh tiền sử ở, có khả năng thu được nguyên thạch nhất. Nhưng ở đây rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, cho dù là thánh nhân chết ở đấy, cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Dương Diệp im lặng suy nghĩ. Lúc này, Lý Thủy Thủy lại nói. Thế nào, ngươi có đi thử không? Dương Diệp nói. Ta rời đi thì thư viện phải làm thế nào? Lý Thủy Thủy cười nói. Chuyện này còn không phải đơn giản sao? Ta sẽ giúp ngươi tìm một người trông là được. Dương Diệp không do dự nữa, lập tức khẽ gật đầu. Được, bây giờ khởi hành sao? Lý Thủy Thủy khẽ lắc đầu. Ta với Úc U tỷ phải chuẩn bị một chút. À đúng rồi, giới thiệu với ngươi, đại mỹ nữ bên cạnh ta tên là Úc U, lần này cũng đi cùng chúng ta. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử được gọi là Úc U và khẽ gật đầu. Úc U liếc nhìn Dương Diệp, cũng khẽ gật đầu xem như đáp lại. Lý Thủy Thủy cười nói. Ngày mai gặp. Nói xong, nàng cùng Úc U xoay người liền biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó xoay người lập tức biến mất. Tới nhanh như vậy sao? Ở đó, một tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên. Dương Diệp trở lại thư viện, nhìn thấy Thiên Tú ở trước bậc cửa thư viện. Ở bên cạnh Thiên Tú có một thanh kiếm lơ lửng. Nhìn thấy Dương Diệp, Thiên Tú thoáng cái đã chạy tới, nàng ngước đầu nhìn Dương Diệp. Ngươi sắp rời khỏi nơi này sao? Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Thiên Tú không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú. Tạm thời rời đi một lát thôi. Ta thì sao? Thiên Tú nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào Dương Diệp, bàn tay nhỏ bé đã lặng lẽ nắm lại, hiển nhiên có chút khẩn trương. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là dẫn ngươi đi cùng rồi. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước bàn đá và ngồi xuống. Bàn tay Thiên Tú thả lỏng ra, trên mặt nàng còn thiếu nữa lộ ra một nụ cười. Trước bàn đá, Dương Diệp lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ lấy được từ Cao Du, thần thức nhìn lướt qua, bên trong có rất nhiều đồ, nhưng, ngoại trừ điểm học phần ra, gần như không có thứ gì khiến hắn để ý. Trong nhẫn chứa vật của Cao Du có tổng cộng hơn 230 điểm học phần. Dương Diệp có chút thất vọng, hơn 200 điểm, thật sự có hơi ít. Tuy nhiên, có ít còn hơn không, cộng thêm số điểm nhận được từ chỗ Lý Thủy Thủy trước đó, bây giờ hắn có 300 điểm rồi. Mà nguyên thạch này lại cần tới 10 vạn điểm học phần điểm. Dương Diệp lắc đầu, Vũ Đế Học Viện rõ ràng sẽ không dễ dàng để cho người mang nguyên thạch ra ngoài. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú đang nằm sấp trên bàn nhìn mình, cười nói. Sao vậy? Thiên Tú suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vì sao ngươi không sợ ta? Dương Diệp cười nói. Tại sao ta phải sợ ngươi? Thiên Tú muốn nói gì? Dương Diệp lại khẽ xoa đầu nàng. Thiên Tú, ta biết ngươi không phải là người bình thường, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở thế giới này, chúng ta cần gì phải để ý tới cái nhìn của người khác chứ? Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm,
cho dù cả thế giới đều nhìn chúng ta không vừa mắt thì tính sao? Dù sao, chúng ta lại không dựa vào bọn họ mà sống. Thiên Tú nằm sấp ở trên bàn đá, giống như đang suy nghĩ về lời Dương Diệp nói. Dương Diệp cũng không nói gì nữa, tâm thần chìm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Dương Diệp rời khỏi thư viện. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn thấy Lý Thủy Thủy cùng Ốc U. Thật sự đúng giờ. Ốc U cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Ba người biến mất ở trong ngân hà mênh mông. Trong ngân hà, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Những di tích tiền sử đã biết có tổng cộng 7 chỗ, 7 chỗ này có 6 chỗ chúng ta không thể đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lý Thủy Thủy cười nói. Bởi vì 6 chỗ trong đó bị 4 nhà lớn cùng một vài lực lượng thần bí nắm trong tay, đương nhiên trong đó cũng có Vũ Đế Học Viện chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta căn bản không có cách nào bước vào chỗ của học viện. Chỉ có thông qua học phần, còn có vài thời gian đặc biệt mới có thể vào đó. Dương Diệp nói. Vì sao này một chỗ cuối cùng lại không bị người nào bỏ vào trong túi? Lý Thủy Thủy cười nói. Những thế lực này ăn thịt, nếu như ngay cả canh cũng không cho người khác uống, hì hì. Bọn họ cũng không muốn làm quá tuyệt đường, cho nên liền quyết định thả ra chỗ di tích cuối cùng này, tất cả mọi người trên thế gian đều dùng chung. Tuy nhiên trước đó, những người này đều đã cướp đoạt sạch chỗ di tích này rồi. Dương Diệp nhíu mày. Vậy chúng ta còn đi làm gì? Chúng ta đi thử thời vận chứ sao? Lý Thủy Thủy cười nói. Đi xem có cá lọt lưới hay không? Phải biết rằng đã từng có người tìm được nguyên thạch ở đây rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Tài nguyên vạn vật cuối cùng vẫn nằm ở trong tay những người này. Công bằng. Thế giới này không phải không có công bằng, tuy nhiên công bằng này lại chỉ là công bằng trong phạm vi nào đó mà thôi. Đến rồi. Đúng lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn lên, trong tinh không này có một tinh cầu rất lớn màu trắng đứng sừng sững ở nơi đó, từ chỗ hắn nhìn qua, bề mặt tinh cầu màu trắng này đầy vết rạn nứt, cảm giác động cái là vỡ vụn ra. Ngoài việc đó ra, ở trong tinh không xung quanh tinh cầu này, không gian không ngừng chấn động, rất không ổn định. Không chỉ có vậy, Dương Diệp vẫn nhìn thấy một ít hài cốt ở xung quanh, chúng tuyệt đối không bay đi xung quanh, mà lơ lửng ở xung quanh tinh cầu màu trắng này. Dương Diệp khẽ nói. Văn minh tiền sử thật sự tồn tại. Đây là đương nhiên. Lý Thủy Thủy khẳng định nói. Vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn, sao có thể chỉ có văn minh của chúng ta bây giờ được? Hơn nữa, ta cảm thấy trước văn minh tiền sử chắc chắn còn có văn minh khác, chỉ có điều, không văn minh nào là vĩnh hằng. Vì sao? Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Bởi vì tham lam. Người nói không phải là Lý Thủy Thủy, mà là Thiên Tú bên trong Hồng Mông Tháp. Mẫu thân đã nói qua, bất kỳ một văn minh nào cũng đòi hỏi vũ trụ không ngừng, đòi hỏi quá độ chính là diệt vong. Chỉ có diệt vong mới có khả năng đổi lấy cuộc sống mới. Dương Diệp dùng mình, thầm hỏi. Thiên Tú, đây là ý của ngươi hay là? Mẫu thân từng nói qua. Thiên Tú khẽ nói. Mẫu thân Thiên Tú. Này, ngươi có nghe ta nói không? Lúc này, bên tai Dương Diệp truyền đến giọng nói của Lý Thủy Thủy. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Lý Thủy Thủy lập tức nổi giận nghiến răng. Ba người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, ba đường ánh sáng tiến vào trong tinh cầu màu trắng này. Hoang vắng. Sau khi hạ xuống, cảm giác đầu tiên của Dương Diệp chính là hoang vắng, bầu trời xám xịt như sắp nổi gió đổ mưa. Hắn đứng ở trên mặt đất và nhìn xung quanh. Nơi đây có rất ít ngọn núi cao, cỏ dại mọc đầy và cao chừng mấy trượng. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy lại nhìn về phía Ốc U bên cạnh. Ốc U nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nàng lấy ra một linh bàn. Đĩa tìm bảo. Lý Thủy Thủy cười giải thích. Thứ này có thể tìm kiếm được thứ tốt, Ốc U học tỷ phải tốn gần 1000 điểm học phần mới đổi được đấy. Là mấy người cùng chung điểm đổi. Lúc này, Ốc U khó lắm mới nói được một câu. Một tháng, mỗi người chỉ có thể sử dụng một ngày, ngày hôm nay vừa vặn đến lượt ta. Nói xong, nàng cong tay bắn ra, linh bàn này nhanh chóng xoay tròn, chỉ trong giây lát, kim đen trên linh bàn chỉ về phía Dương Diệp, Dương Diệp. Ánh mắt Lý Thủy Thủy cùng Ốc U cũng nhìn Dương Diệp. Chà chà,
Lý Thủy Thủy liếc mắt nhìn Dương Diệp. Trên người ngươi chắc chắn có không ít bảo vật, ta nói này, ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Người tới nơi này chắc chắn đều nắm giữ thứ đĩa tìm bảo này, đến lúc đó nhất định sẽ có người tới tìm ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, mà vào lúc này, Ốc U thoáng biến sắc. Có người đến. Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua xung quanh nhưng tuyệt đối không phát hiện ra người nào. Đi mau. Ốc U nói xong, kéo Lý Thủy Thủy xoay người bỏ chạy. Mà vào lúc này, cách hai nàng Ốc U mười mấy trượng lại có một màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên từ dưới lòng đất phóng lên cao, màn ánh sáng màu xanh lục này trực tiếp ngăn cản lối đi của hai nàng. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy màu xanh lục xuất hiện ở trước mặt ba người. Cùng lúc đó, sau lưng ba người đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc trường bào màu đen. Nam tử mặc áo bào màu đen chậm rãi đi về phía ba người Dương Diệp. Học sinh của Vũ Đế Học Viện, chà chà. Không nghĩ tới hôm nay còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. Đánh cướp. Trong nháy mắt, Dương Diệp lại hiểu rõ tình hình trước mắt, bọn họ sắp bị người đánh cướp. Bên cạnh Dương Diệp, Lý Thủy Thủy cười lạnh nói. Biết là Vũ Đế Học Viện mà còn dám ra tay với chúng ta, người thật lớn mật nhỉ. Vũ Đế Học Viện thì giỏi lắm sao? Nam tử áo bào đen kia cười lạnh nói. Ta phải thừa nhận Vũ Đế Học Viện quả thật có chút nổi bật. Nhưng điều này không có nghĩa là các ngươi giỏi. Hơn nữa, theo ta được biết, nếu như học sinh của Vũ Đế Học Viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài, Vũ Đế Học Viện chắc chắn sẽ không quản, không biết ta nói có đúng không? Ngươi có tự tin như vậy sao? Lý Thủy Thủy lạnh lùng nói. Nam tử mặc áo bào màu đen chỉ vào ba người Dương Diệp, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, ba người tối đa cũng chỉ là lớp chữ địa. Lớp chữ địa. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Lý Thủy Thủy giải thích. Trong học viện có lớp chữ thiên, lớp chữ địa, lớp chữ linh, cùng với lớp chữ nhân. Mỗi một lớp lại phân ra tổ giáp, tổ ất, tổ bính, cùng với tổ đinh. Ta với Ốc U tỷ là tổ ất. Dương Diệp khẽ nói đều. Còn có những quy định như vậy sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào đen phía xa kia. Nếu như ta không đoán sai. Người chắc cũng tới tìm Nguyên Thạch, chỉ có điều Nguyên Thạch với hai người các ngươi tương đối xa vời, đánh cướp mới càng thật hơn. Ta nói đúng không? Nam tử áo bào đen kia cười nói. Nói không sai, thứ Nguyên Thạch này không bắt buộc phải có, nếu có thể được thì tốt, nhưng người tới nơi này, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói linh tinh. Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vào giây phút trong tay Dương Diệp xuất hiện thêm một thanh kiếm, sắc mặt nam tử mặc áo bào màu đen lập tức biến đổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mà lúc này, một điểm ánh sáng sắc bén đã đi tới trước mặt hắn. Ngự! Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên ở trong không trung, thoáng cái, giữa chân mày nam tử áo bào đen kia xuất hiện thêm một màn ánh sáng màu xanh lục. Mũi kiếm đâm vào trên màn ánh sáng mỏng khiến nó lập tức lõm vào trong, nhưng lại tuyệt đối không rách, trái lại còn muốn bắn kiếm của Dương Diệp trở lại. Dương Diệp nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc váy màu xanh cách đó không xa. Ngươi là linh tộc. Nữ tử váy xanh lục liếc nhìn Dương Diệp mà không nói gì, nhưng đầy vẻ đề phòng. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo bào đen kia và đang muốn ra tay, nam tử áo bào đen kia lại đột nhiên nói. Hãy khoan đã. Sao? Dương Diệp nói. Thế nào? Các hạ là Dương Diệp. Nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên hỏi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự kinh ngạc. Sao ngươi biết? Nhìn thấy Dương Diệp thừa nhận, trong mắt nam tử áo bào đen kia cùng nữ tử mặc váy màu xanh này đầy kinh ngạc. Nam tử áo bào đen kia cười gượng nói. Hóa ra thật sự là các hạ, huynh muội chúng ta đến từ linh tộc. Đến từ linh tộc. Dương Diệp đã hiểu rõ, ở trong bốn nhà lớn, ngoại trừ binh giới ra, hắn căn bản không nổi danh, càng khỏi phải nói tới Vũ Đế Học Viện này. Nhưng ở trong bách tộc danh tiếng của hắn lại rất lớn. Trong bách tộc, có ai không biết tới Dương Diệp? Lúc này, nam tử áo bào đen kia ôm quyền nói với Dương Diệp. Chuyện lúc trước là do hai người chúng ta không phải, vẫn mong Dương Huynh đừng để ý. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Lý Thủy Thủy có vẻ không hiểu. Cảnh tượng như vậy cũng quá kịch tính đi. Ánh mắt nàng nhìn Dương Diệp, người này rất nổi danh ở trong bách tộc sao?
Dương Diệp liếc nhìn nam tử áo bào đen kia, tuy nam tử mặc áo bào màu đen đang nói xin lỗi, nhưng rõ ràng đối phương cũng đề phòng, sợ hắn đột nhiên ra tay. Mà vào lúc này, nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên lại nói. Có một tin tức, có lẽ Dương huynh sẽ cảm thấy hứng thú. Ở cách đây hơn 10 vạn dặm có một đống đổ nát, nơi đó rất có khả năng xuất hiện nguyên thạch. Vậy tại sao các ngươi không đi? Một bên, Lý Thủy Thủy đột nhiên hỏi. Nam tử mặc áo bào màu đen cười gượng nói. Chỗ đó đã bị một số người để mắt tới, nếu như thực lực không đủ, đi tới đó chính là tự tìm chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta cũng không phải là muốn gây họa cho người khác, lấy thực lực của Dương huynh mới có thể đi chia một chén súp. Đi không? Lý Thủy Thủy nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi xem thử. Còn bọn họ thì thế nào? Lý Thủy Thủy chỉ vào hai người nam tử mặc áo bào màu đen. Dương Diệp cười nói. Ngươi muốn làm thế nào? Lý Thủy Thủy suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tùy ngươi. Dương Diệp cười nói. Đi thôi. Giết chết hai người này sao? Nếu như hắn lấy ra tất cả sức lực thì dĩ nhiên có thể làm được, nhưng nhất định sẽ phải trả giá lớn. Đặc biệt là nữ tử mặc váy màu xanh này. Thực lực của đối phương không tầm thường. Hắn liều chết với đối phương cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa, Dương Diệp không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Lý Thủy Thủy cùng Úc U. Hắn không muốn để lộ quá nhiều con át chủ bài ở trước mặt hai nàng. Ở trong ánh mắt của hai huynh muội nam tử mặc áo bào màu đen, ba người Dương Diệp biến mất ở phía xa điểm cuối. Không ngờ được hắn lại tới đây. Nam tử mặc áo bào màu đen trầm giọng N. Bên cạnh nam tử mặc áo bào màu đen, nữ tử váy xanh lục khẽ nói. Hắn gia nhập Vũ Đế Học Viện. Nam tử mặc áo bào màu đen cười gượng. Trước đó, tộc trưởng đại nhân bọn họ bảo người linh tộc chúng ta không nên đi trêu chọc tên sát tinh này. Ngay từ lúc đầu ta còn có chút xem thường, hiện tại xem ra tộc trưởng bọn họ đã đúng. Thực lực của người này thâm sâu khó lường. Thật may là vừa rồi ta nhận ra hắn, nếu không sợ rằng chúng ta sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta có đi không? Nữ tử váy xanh lục nói. Nam tử lắc đầu. Đương nhiên không thể đi, gặp phải loạn thế, chúng ta cần nghĩ cách lấy nguyên thạch. Chỉ có nguyên thạch mới có thể làm cho linh tộc chúng ta càng trở nên cường đại hơn. Cũng chỉ có linh tộc trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có khả năng sống sót trong loạn thế tương lai này. Nữ tử nhíu mày. Một nguyên thạch có năng lực lớn như vậy sao? Nam tử trầm giọng nói. Đó không chỉ đơn giản là nguyên thạch, đó là truyền thừa võ đạo văn minh cao cấp. Nếu không, những thánh nhân cùng với những lão quái vật siêu cấp kia cũng sẽ không coi trọng những di tích tiền sử như vậy. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đi thôi, chúng ta cũng phải đi thử thời vận. Nói xong, hai người lập tức biến mất. Trước đây ngươi rất nổi danh sao? Trên đường đi, Lý Thủy Thủy không ngừng hỏi Dương Diệp, làm cho Dương Diệp có chút đau đầu. Vì sao ngươi tới Vũ Đế Học Viện làm một nhân viên quản lý nho nhỏ? Lý Thủy Thủy lại hỏi. Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn ánh mắt đầy tò mò của Lý Thủy Thủy. Đây là việc riêng, hiểu rõ chứ? Nói xong. Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn không có cảm tình gì với Lý Thủy Thủy, thậm chí có phản cảm. Trước đây khi nữ hài này ra tay với hắn cũng không có nương tay. Nếu như đổi thành người bình thường, có khả năng đã sớm hài cốt không còn. Mà đối phương muốn mạng của hắn chỉ vì chút một chuyện nhỏ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lý Thủy Thủy lập tức giận đến tái cả mặt. Nàng hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Có gì đặc biệt hơn người đâu. Úc U nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng. Người này không phải là người lương thiện, đừng nên tiếp cận quá nhiều, cũng đừng nên phát sinh xung đột với hắn. Lý Thủy Thủy hừ lạnh một tiếng. Ai muốn tiếp cận nhiều với hắn chứ, ta chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Úc U khẽ nói. Không được quên mục đích chuyến này của chúng ta. Nghe vậy, Lý Thủy Thủy đã bình thường trở lại. Ta tất nhiên biết rồi, đi thôi. Sau nửa canh giờ, ba người ngừng lại. Ở trước mặt ba người Dương Diệp là một kiến trúc hình tròn rất lớn với diện tích ít nhất vạn dặm. Mà kiến trúc này không phải ở trên mặt đất, mà là lơ lửng ở trên không trung. Kiến trúc này có phần tương tự với bạch tuộc của hải tộc. Đây là cái quỷ gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Chỗ ở của người tiền sử sao? Bên cạnh Dương Diệp, Lý Thủy Thủy khẽ nói với giọng điệu khô nồ gì chắc chắn lắm.
Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một bức tượng người khổng lồ cao chừng 10 trượng. Người khổng lồ khoanh hai TCA và hơi cúi đầu xuống. Đi, đi qua đó xem thử. Lý Thủy Thủy vừa dứt lời, người đã chạy như bay. Dương Diệp cũng đi theo, rất nhanh, bắt người tới trước mặt bức tượng người khổng lồ này. Ở dưới chân bức tượng người khổng lồ này là một đài đá hình tròn nâng bức tượng người khổng lồ này lên, mà phía ngoài đài đá này có vài ký hiệu kỳ lạ. Đây cũng là chữ viết của bọn họ. Này Úc U khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi có biết không? Lý Thủy Thủy liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp không để ý tới Lý Thủy Thủy, hắn nhìn về phía người khổng lồ này, dáng vẻ của người khổng lồ tương tự với loài người, nhưng tuyệt đối không phải là loài người, bởi vì người khổng lồ này chỉ có dạng người, nhưng mũi tai và cả hai tay hai chân đều khác với loài người. Đây là người tiền sử sao? Dương Diệp hơi nhíu mày có chút tò mò và nghi ngờ. Tò mò là tại sao một văn minh cao cấp lại biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử? Chúng ta vào trong xem thử đi. Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó đã xuất hiện một người thanh niên. Lúc này, người thanh niên này đang nhìn bọn họ, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nụ cười này làm cho ba người có chút khó chịu. Giống như người thợ săn đang nhìn con mồi vậy. Muốn đi vào sao? Nam tử đột nhiên mở miệng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nam tử cười hì hì và chỉ vào hai nàng Lý Thủy Thủy bên cạnh Dương Diệp. Để các nàng theo ta một đêm, ta sẽ cho các ngươi vào trong, thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Lý Thủy Thủy cùng Úc U lập tức trầm xuống. Nam tử cười hì hì. Thế nào? Đương nhiên, nếu như muốn theo ta hai đêm, ta chắc chắn sẽ không từ chối, ha ha. Đúng lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Ngươi biết hắn là ai không? Nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Lý Thủy Thủy rất nghiêm túc nói. Hắn là Dương Diệp, ngươi biết không? Hắn là Dương Diệp. Dương Diệp. Nam tử nhíu mày. Đó là thứ rác rưởi gì, lão tử chưa từng nghe qua. Dương Diệp. Lý Thủy Thủy nhìn về phía Dương Diệp. Hắn chửi ngươi. Câm miệng. Dương Diệp trừng mắt với Lý Thủy Thủy, sau đó nhìn về phía người thanh niên này, người thanh niên đang muốn nói gì, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Vẻ mặt của người thanh niên thoáng biến đổi, tay phải của hắn khẽ lật, một thanh trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Thoáng cái, trường thương trong tay hắn chợt đập mạnh xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người thanh niên này trực tiếp lùi về phía sau trăm trượng. Sau khi dừng lại, người thanh niên nhìn cánh tay có chút tê dại của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười gằn nói. Thật sự có tài, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp giơ tay lên đâm một kiếm. Ầm. Người thanh niên này lập tức bị một kiếm này đẩy đến hơn mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, tay của Dương Diệp lại vung lên, một đường kiếm quang nhanh chóng chém ra. Vẻ mặt của người thanh niên biến đổi, giơ thương liền đâm tới. Ầm. Người thanh niên lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, lần này, hắn vừa dừng lại đã thấy có một thanh kiếm nằm ngang trên cổ mình. Người thanh niên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi, biết Dương Diệp là ai chưa? Dương Diệp nhìn người thanh niên, tùy ý nói. Người thanh niên đột nhiên nở nụ cười, có chút bản lĩnh, nhưng ngươi dám giết ta sao? Ta, suy, người thanh niên còn chưa nói xong, đầu liền trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn cái đầu đầm đìa máu cách mình không xa và lắc đầu. Sự thật chứng minh, ta dám. Đáng tiếc, ngươi nghe không được. Nói xong, hắn xoay người liền chém ra một kiếm. Suy. Một đường kiếm quang phá không rời đi. Kiếm quang kia đột nhiên ngừng lại ở cách đó hơn trăm trượng giống như bị trói chặt vậy. Rất nhanh, một nam tử mặc áo choàng dài bằng gấm xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Nam tử liếc nhìn kiếm quang trước mặt mình. Sau đó nói, kiếm tùy tâm tới, kiếm pháp tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Trong Vũ Đế học viện không nhiều người dùng kiếm, mạnh nhất cũng chỉ có một hai người, vừa vặn, ta có quen biết với hai người kia. Nhưng ngươi không phải là bất kỳ ai trong đó. Dương Diệp lắc đầu, sau đó chỉ về phía xa. Ba người chúng ta muốn vào, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu có thì sao? Nam tử nhìn thẳng vào Dương Diệp. Vậy còn không đơn giản à?
Dương Diệp khẽ cười, trong phút chốc hắn đã trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, giữa chân mày của nam tử kia xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Nam tử nheo mắt lại, bấm tay điểm một cái về phía trước, một điểm này trực tiếp điểm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp, Dương Diệp mang theo kiếm ngừng lại. Nhưng trong phút chốc, tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn. Ầm. Nam tử kia trực tiếp bị lực lượng của một kiếm này đẩy lui đủ trăm trượng, hắn vừa dừng lại thì đã có một đường kiếm quang bắn nhanh tới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hắn căn bản không có cách nào né tránh, cũng không thể né tránh, một khi né tránh, hắn sẽ rơi vào bị động. Thu lại mạch suy nghĩ, cơ thể hơi ngửa ra phía sau, chân phải chợt đá lên trên. Cú đá này trực tiếp đá vào trên thân kiếm của Dương Diệp, điều này khiến cho kiếm của Dương Diệp đang đâm thẳng biến thành đâm ngược. Mà tay phải của Dương Diệp lại đột nhiên buông lỏng thanh kiếm, chân trái dẫm mạnh xuống không gian. Mượn lực lượng của không gian truyền đến, chân phải của Dương Diệp chợt đá về phía trước, cú đá này thẳng đá vào giữa đũng quần của nam tử kia. Không phải hắn nham hiểm, mà với tư thế của nam tử này bây giờ, hắn chỉ có thể đá trúng đũng quần của đối phương, chỗ này là chí mạng nhất. Người thanh niên không ngờ được Dương Diệp phản ứng nhanh như vậy, hắn tất nhiên không dám để cho Dương Diệp đá trúng đũng quần của mình. Lập tức chống một chân vào không gian, chân còn lại trực tiếp đá về phía Dương Diệp. Ầm. Hai nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy nam tử kia liên tục trượt về phía sau, chân phải của hắn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp gây ra từng vết rạn. Có thể thấy được sức đá của Dương Diệp khủng khiếp thế nào. Dương Diệp vẫn chưa dừng lại, hắn lại xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Lần này, hắn không dùng kiếm mà giơ chân đá về phía nam tử kia. Ầm. Một bước này trực tiếp làm cho không gian xung quanh chấn động mạnh, vô cùng kinh người giống như động đất vậy. Nam tử kia nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sự ngoan độc, hai tay hắn đột nhiên kết ra một thủ ấn kỳ lạ, thoáng cái, một đường ánh sáng màu vàng từ trong thủ ấn của hắn cuốn ra ngoài. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị ánh sáng màu vàng này đẩy ra ngoài. Phía xa, Dương Diệp nhìn bàn tay của mình, lúc này lớp da phía ngoài bàn tay hắn đã bị đốt đen, giống như một khối than. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, ở trên hai tay của nam tử kia có ngọn lửa màu vàng nhạt. Ánh sáng màu vàng vừa rồi cũng không phải là ánh sáng, mà là ngọn lửa hiện lên màu vàng đỏ. Dương Diệp lắc lắc tay, lúc này tay hắn đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nam tử phía xa này trầm xuống. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp không nói gì, thân hình lóe lên và đi thẳng tới không trung, trong phút chốc. Hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng bắn nhanh về phía nam tử kia. Phía xa, nam tử kia nheo mắt lại, bên trong tròng mắt có ngọn lửa thiêu đốt, trong phút chốc, một cột lửa phóng lên cao. Mà vào lúc này, trên người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, giống như một lưu tinh lửa rơi xuống. Hai người Lý Thủy Thủy nhìn chăm chú vào hai ngọn lửa trực tiếp va chạm vào nhau. Ầm. Phía chân trời có một sóng lửa chợt khuếch tán ra, không gian ở đó trở nên mờ ảo. Hai nàng Lý Thủy Thủy cùng Ốc U vội vàng lùi lại, nếu như để lực lượng cường đại này lan đến chỗ các nàng, hai người không chết cũng bị thương. Hai luồng lửa này đều không phải là lửa bình thường. Phía chân trời biến thành một biển lửa. Mọi người không phát hiện ra bức tượng người khổng lồ ở trong biển lửa này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Biển lửa này tồn tại suốt một khắc mới dần dần biến mất. Lúc này, Dương Diệp cùng nam tử kia vẫn còn ở đó. Nhìn từ ngoài. Hai bên đều không có chuyện gì. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Của ngươi là lửa gì vậy? Dương Diệp mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa nhỏ. Nhìn ngọn lửa trước mắt, Dương Diệp hơi cong khóe miệng, hắn đã ất lâu không dùng tới lục đinh thần hỏa. Không phải nó không mạnh, mà lâu như vậy, tâm tư của hắn đều đặt ở trên cơ thể cùng kiếm đạo. Thuần túy. Bất kể là kiếm đạo hay cơ thể, hắn chú ý tới sự thuần túy. Cho nên cực ít sử dụng vật bên ngoài, cả thần dược có thể tăng tốc độ của hắn cũng vậy. Cả ấn đen thần bí mà hắn đoạt được từ trong tay của Chí Mạch binh gia, hắn cũng chưa từng dùng. Không dùng, không có nghĩa là hắn không biết dùng. Trong phút chốc, phía sau Dương Diệp xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, Dương Diệp trực tiếp bay lên. Cấp thánh nhân. Phía xa, sắc mặt nam tử này lập tức có chút khó coi, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Nam tử đột nhiên biến sắc. Trong phút chốc đã có một lực lượng cường đại đập vào mặt, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho tất cả ngũ quan của nam tử đều có chút vặn vẹo.
Trong mắt Mam Tử có hai ngọn lửa đột nhiên đốt, trong phút chốc, một sóng lửa đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, ầm. Ở đó có một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng. Thoáng cái, nam tử kia trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại này cho chấn động, liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia và đang muốn ra tay, mà lúc này, bên cạnh nam tử kia đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên cùng một nữ tử xinh đẹp áo đỏ. Hai người nhìn về phía Dương Diệp, trong phút chốc có một đường ánh sáng đỏ cùng một tia sáng lạnh lẽo lập tức tới trước mặt Dương Diệp. Hai tay Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước. Ầm ầm. Dương Diệp trực tiếp bị hai luồng lực lượng này đẩy lùi đến mấy trăm trượng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, tay phải của hắn vẫy một cái, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, tay phải hắn mở ra, mũi kiếm để lòng bàn tay hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phía xa, vẻ mặt của nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ có chút đề phòng, không gian ở xung quanh hai người bắt đầu dâng lên từng đợt chấn động. Rõ ràng hai người đều đang ép thế. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, rất nhanh, một nam tử trung niên đeo trường thương xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử trung niên đeo trường thương này bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp, hắn liếc nhìn kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Vị tiểu huynh đệ này, mục đích ngươi tới chỗ này là để bước vào trong kiến trúc thần bí kia, chứ không phải giết người, đúng không? Dương Diệp khẽ nói. Ta không phải tới giết người, nhưng có người lại muốn giết ta. Nam tử trung niên đeo trường thương khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ. Hoàng Niên huynh, nhi tử của ngươi tuyệt đối không có vấn đề, không cần thiết phải ngươi chết ta sống như vậy chứ. Nam tử trung niên tên là Hoàng Niên liếc nhìn nam tử áo gấm cách đó không xa. Lúc này, trên thân hắn tỏa ra ngọn lửa, vẻ mặt có phần tái nhợt, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Hoàng Niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và đang muốn nói, lúc này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ ở bên cạnh Hoàng Niên kia đột nhiên nói. Bỏ qua, chuyện này có thể bỏ qua như vậy sao? Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp áo đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Hàn Y, người này tổn thương nhi tử của ta, người tự nhiên bảo chúng ta bỏ qua như vậy sao? Thế nào, kẻ bị tổn thương không phải là nhi tử của ngươi, người đứng nói không đau thắt lưng à? Nghe vậy, nam tử cầm trường thương được gọi là Hàn Y nhíu mày. Lúc này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ này đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Muốn bỏ qua cũng được. Bảo hắn tự cắt đứt hai cánh tay chịu tội cho ta thì chuyện này sẽ dừng lại, nếu không. Nếu không các ngươi chết hết đi. Đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên cầm theo kiếm đi về phía ba người nữ tử xinh đẹp áo đỏ. Ban đầu, lão tử cũng muốn bỏ qua, dù sao ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhưng bây giờ, nói đến đây, vẻ mặt Dương Diệp trở nên dữ tợn. Bây giờ, lão tử chỉ muốn giết người. Dứt lời. Ong! Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ngân vang. Theo tiếng kiếm ngân vang lên, cả người Dương Diệp đã bắn ra nhanh như điện chớp. Ban đầu tốc độ của hắn đã rất nhanh, bây giờ lại tăng thêm thần dực, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh đến mức tất cả mọi người ở đó đều không thể nhìn thấy rõ. Kiếm khí cường đại cùng tốc độ rất nhanh làm không gian nơi Dương Diệp đi qua trực tiếp bị vỡ ra. Phía xa, sắc mặt nữ tử xinh đẹp áo đỏ cùng nam tử trung niên được gọi là Hoang Niên hoàn toàn nghiêm trọng. Giờ phút này, bọn họ biết mình đã đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt. Nhưng bọn họ không kịp suy nghĩ, bởi vì kiếm khí đã tới. Hoang Niên lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay giơ lên và đập về phía trước mặt. Am! Một lực lượng cường đại cuốn ra ngoài, mới vặn tiếp xúc với kiếm quang của Dương Diệp, không gian ở đó liền run lên bần bật. Hai lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Hoang Niên không ngừng lui lại. Mà vào lúc này, tay phải của nữ tử xinh đẹp áo đỏ này đột nhiên thò ra phía trước, một đường ánh sáng đỏ bắn ra nhanh như điện chớp. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trong đường ánh sáng đỏ này là một sợi tơ cực nhỏ, Dương Diệp giơ kiếm chém. Một kiếm chém ra khiến tia sáng đỏ kia lập tức tách ra làm hai, nhưng sợi tơ đỏ vẫn còn. Không chỉ có vậy, sợi tơ đỏ đã đi tới trước mặt Dương Diệp, còn muốn sờ luyên qua ngực Dương Diệp. Cảnh tượng như vậy làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Khi tơ đỏ cách trước ngực Dương Diệp nửa tấc thì ngừng lại,
bởi vì một tay CC của Dương Diệp đã nắm chặt sợi tơ đỏ này, nhưng lực lượng cường đại ẩn chứa trong tơ đỏ làm cho cả cánh tay của Dương Diệp bắt đầu chấn động. Nổ! Lúc này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ đột nhiên mở miệng. Ầm! Dứt lời, sợi tơ đỏ trong tay Dương Diệp trực tiếp nổ tung ra. Trong nháy mắt, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Nhưng vẻ mặt nữ tử xinh đẹp áo đỏ này lại trầm xuống, bởi vì Dương Diệp tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này, sau lưng Dương Diệp là một vị ảo ảnh con rồng lớn màu trắng, mà ở trên người hắn có ánh sáng màu trắng lấp lánh quấn quanh, sợi tơ đỏ nổ mạnh phóng ra lực lượng đều bị những ánh sáng màu trắng ngăn cản. Không chỉ nữ tử xinh đẹp áo đỏ này, vẻ mặt Hoang Niên cũng khá khó coi. Hắn cũng không ngờ được lực lượng thân thể của thiếu niên trước mắt này lại mạnh mẽ như vậy. Hàn Y đứng cách đó không xa cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn ảo ảnh bạch long trên người Dương Diệp đầy hiếu kỳ. Phía xa, Dương Diệp hoạt động cổ, xương đầu lập tức rắc rắc vang dội. Thoáng cái, hắn bước về phía trước, hơn 10 thanh kiếm khí đã xuất hiện, Dương Diệp lại bước ra một bước, một luồng lực lượng thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Nam tử trung niên cùng nữ tử xinh đẹp này ít nhất cũng là cường giả đại thiện cảnh, nếu như không để lộ con át chủ bài, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Khi kiếm vực cùng những khí kiếm xuất hiện, vẻ mặt nam tử trung tuổi kia cùng của nữ tử xinh đẹp cuối cùng đã thay đổi. Mà trong mắt Hàn Y hoàn toàn không che giấu vẻ khiếp sợ. Kiếm vực. Đến loại cấp bậc như bọn họ dĩ nhiên biết tới kiếm vực, thậm chí còn nhìn thấy một ít lực lượng, vực. Nhưng kiếm vực cũng hiếm thấy. Mà bây giờ, bọn họ không ngờ được thấy được từ một người thiếu niên không đến 30 tuổi. Trong chớp nhoáng này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ này có chút hối hận vì vừa rồi đáng lẽ phải lùi lại. Nếu như vừa rồi nàng ta lựa chọn lui một bước, bây giờ sẽ không cần liều mạng tới ngươi chết ta sống. Hơn nữa, thiếu niên trước mắt này còn trẻ đã có thực lực như thế, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm vực, phía sau hắn nhất định sẽ có thế lực không tầm thường chống đỡ. Nói chung, đây là một phiền toái lớn. Mà giờ phút này, bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bây giờ bọn họ phải đối mặt với những kiếm đó. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Vào giây phút đó, 30 thanh kiếm khí xung quanh đột nhiên bắt đầu xoay tròn, thoáng cái, từng kiếm quang răng kín khắp nơi, lập tức nhấn chím nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp. Trong kiếm quang, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Cứ như vậy, rằng co hết một khắc, những kiếm quang ở đó mới dần dần yên tĩnh trở lại. Kiếm quang biến mất, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của hai nàng Lý Thủy Thủy. Khi nhìn thấy Dương Diệp còn sống, hai nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải nói các nàng quan tâm Dương Diệp nhiều tới mức nào, mà lúc này, Dương Diệp cùng các nàng là một nhóm, nếu như Dương Diệp chết, hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi vận rủi. Ở đối diện Dương Diệp là Hoang Niên cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ, hai người đều không chết, nhưng đã bị thương nặng. Hai cánh tay của Hoang Niên đã biến mất, về phần nữ tử xinh đẹp áo đỏ này càng thê thảm hơn, trên thân không dưới 10 vết kiếm, nửa bên mặt đã biến mất, bây giờ nàng không còn xinh đẹp nữa. Chỉ có khủng khiếp. Nhưng Dương Diệp không muốn dừng tay. Hắn cầm theo kiếm chậm rãi đi về phía Hoang Niên cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ. Mà lúc này, người thanh niên giao chiến với Dương Diệp trước đó, cũng chính là nhi tử của phu thê Hoang Niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Phải thế nào các hạ mới bằng lòng bỏ qua? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp áo đỏ này. Không phải nàng muốn ta tự chặt hai cánh tay sao? Bây giờ ta lại muốn mạng của nàng. Dứt lời, Dương Diệp lại muốn ra tay, mà lúc này, Hàn Y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Vẫn mong các hạ nương tay. Cho ta lý do. Dương Diệp nhìn thẳng vào Hàn Y. Hàn Y mỉm cười. Không phải ngươi muốn đi vào sao? Chúng ta cho phép ngươi tiến vào. Lý do này được chưa? Dương Diệp khẽ nói. Ta muốn đi vào, ngươi ngăn được sao? Đương nhiên. Hàn Y cười nói, ở chỗ này, tổng cộng 23 cường giả đại thiện cảnh, trong đó còn có một vị nửa bước thánh nhân. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được nhiều người như vậy sao? Nhi lều cường giả như vậy. Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên hỏi. Hàn Y khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu huynh đệ, mọi người đi ra cũng là vì nguyên thạch, hoặc thứ gì khác, không cần thiết phải liều mạng tới ngươi chết ta sống. Chuyện vừa rồi là do đám người Hoang Niên huynh không phải, ta thay mặt bọn họ bồi thường cho tiểu Hu huynh đệ. Bây giờ,
ta chính thức mời ba người của tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta, tìm kiếm nguyên thạch thần bí kia, không biết ý của tiểu huynh đệ như thế nào. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể. Dứt lời, hắn thu kiếm vào. Thật ra, lúc trước hắn đã cảm nhận được xung quanh có mấy khí tức cường đại khóa hắn lại. Hắn tất nhiên không phải không sợ hãi, không khiếp sợ không có nghĩa là không cần liều mạng cùng đối phương. Trước đó hắn sở dĩ phải liều mạng với phu thê Hoang Niên, cũng không phải là vì tranh khẩu khí. Dương Diệp hắn còn chưa nhỏ mọn như vậy. Hắn làm như thế, mục đích chủ yếu là muốn thể hiện ra thực lực của mình, nhận được tán thành của những người này, chỉ có như vậy, những người này mới để hắn cùng hai nàng Lý Thủy Thủy gia nhập. Mà bây giờ, hắn đã đạt được mục đích của mình. Về phần một nhà ba người Hoang Niên, hắn hoàn toàn không để ý. Cường giả đại thiện cảnh muốn giết hắn thì vô cùng khó khăn. Thiên Long hộ thể cộng thêm cơ thể hắn bây giờ, đủ để cho một vài cường giả đại thiện cảnh phải tuyệt vọng. Nhìn thấy Dương Diệp đồng ý bỏ qua, một nhà ba người Hoang Niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Dương Diệp không bỏ qua, tuy rằng bọn họ sẽ không chết, dù sao phía sau bọn họ vẫn có người, hơn nữa Hàn Y cũng sẽ không ngồi xem không quan tâm. Tuy như vậy, nhưng bọn họ nhất định cũng khó trốn khỏi số phận bị đá ra khỏi nhóm. Hàn Y đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Dương Diệp. Dương Diệp nói. Hàn Y khẽ gật đầu. Đi thôi, đợi lát nữa sẽ nói với các ngươi về chuyện của bí cảnh này. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đó biến mất. Theo Hàn Y hướng dẫn, ba người Dương Diệp đi tới ngoài cửa bí cảnh này, mà ở bên ngoài cửa kia còn có mười mấy người. Những người này đều không ngoại lệ, thấp nhất cũng là đại thiện cảnh. Khi đám người Dương Diệp xuất hiện, những người này đều nhìn Dương Diệp, khi Dương Diệp nhìn về phía bọn họ, những người này đều khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Bọn họ tự nhiên đều nhìn thấy trận đại chiến trước đó. Người có thực lực tất nhiên dễ dàng được người khác tán thành. Dương Diệp cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hắn làm người là như vậy, nếu như người khác tôn kính hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ tôn kính người khác. Con người đều phải qua lại với nhau. Bên cạnh Dương Diệp, Hàn Y chỉ vào phía xa. Thấy không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó có một cửa sắt rất lớn hình tròn, cửa sắt này chính là cánh cửa rất lớn giống như dạng con quay. Dương Diệp nói. Không mở ra sao? Hàn Y lắc đầu. Có thể đánh ra nhưng không dám tiến vào. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hàn Y nói. Bởi vì bước vào trong đó sẽ chết một cách thần bí. Chúng ta có vài huynh đệ tiến vào trong đã lặng lẽ biến mất. Trước khi bọn họ chết còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Bên trong có gì vậy? Dương Diệp hỏi. Hàn Y cười gượng nói. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về bên trong cả. Nhưng chúng ta phải mau chóng tiến vào trong, nếu không thứ này có thể sẽ biến mất. Biến mất sao? Dương Diệp nhìn về phía Hàn Y. Vì sao? Hàn Y giải thích. Thứ này cứ cách một thời gian sẽ biến mất, sau đó xuất hiện ở nơi khác. Chúng ta cũng không biết vì sao. Tinh cầu này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như nó biến mất, chúng ta muốn tìm cũng tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, bốn nhà lớn còn có một vài thế lực thần bí có thể đã phái người đến. Chờ bọn họ tới, sau đó phá được bí mật của bí cảnh này, khi đó, sợ rằng chúng ta ngay cả canh cũng không uống được đâu. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Bây giờ... chúng ta chuẩn bị đánh cược lần cuối cùng. Đánh cược thế nào? Dương Diệp hỏi. Hàn Y ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dùng sức mạnh phá vỡ nó, không vào từ cửa chính nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn con vật khổng lồ trước mắt này mà hắn cảm giác khó chịu, thấy nguy hiểm. Văn minh tiền sử. Đây là do người tiền sử lưu lại, văn minh võ đạo của bọn họ lại thế nào? Có thể trong này sẽ có vài đáp án. Kế hoạch của đám người Hàn Y là tất cả mọi người ra tay cùng lúc, phá một vết thủng trên di tích thần bí kia. Mọi người dĩ nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Đỉnh chóp. Bọn họ lựa chọn đột phá từ đỉnh của di tích thần bí kia, hơn 10 cường giả siêu cấp đi tới trên không trung của di tích thần bí kia, từ trên cao nhìn xuống, di tích thần bí này giống như cái đĩa rất lớn. Trước mặt mọi người, Hàn Y trầm giọng nói. Các vị, chuyện này có phiêu lưu. Có ai muốn rời khỏi hay không? Mọi người lắc đầu, đến lúc này, bọn họ sao có thể rời đi được? Đánh cuộc một lần, có lẽ đời người sẽ là cảnh tượng khác,
Hàn Y khẽ gật đầu, ra tay cùng lúc. Dứt lời, trường thương phía sau hắn đột nhiên chấn động mạnh, sau đó trực tiếp hóa thành một ánh thương bắn nhanh về phía bên dưới. Mà những người bên cạnh cũng ào ào ra tay. Từng ánh sáng lấp lánh từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng đánh vào vị trí đỉnh di tích thần bí kia. Ầm! Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đỉnh di tích thần bí kia đột nhiên nổ ra, một lỗ to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không chung, mọi người liếc mắt nhìn nhau nhưng không người nào dám động. Mọi người cùng nhau xuống đi. Lúc này, Hàn Y tỏ thái độ. Mọi người khẽ gật đầu và biểu thị không có ý kiến khác. Rất nhanh, mọi người thoáng động và bước vào trong di tích thần bí kia. Bóng tối. Hoàn toàn tối tăm. Mới tiến vào trong đó, trước mắt mọi người liền tối lại, dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy vật gì. Mọi người đều rất đề phòng. Phụt. Lúc này, một ngọn lửa đột nhiên sáng lên. Khi ngọn lửa này xuất hiện, mọi người thấy rõ cảnh tượng ở đó. Ở xung quanh bọn họ là vách tường với những hình vẽ kỳ lạ. Đây là... Bên cạnh Dương Diệp, Lý Thủy Thủy khẽ nói. Hơi giống bầu trời sao. Dương Diệp nhìn về phía bức tường kia, quả nhiên giống như Lý Thủy Thủy nói, hình vẽ trên bức tường kia giống từng mảnh trời sao. Các ngươi nhìn này. Lý Thủy Thủy chỉ qua những bức tường xung quanh. Bầu trời sao trên mỗi vách tường không giống nhau. Bởi vì di tích thần bí này cực kỳ lớn, nên tường xung quanh cũng lớn vô cùng, mỗi mặt tường đều có độ cao ít nhất mười mấy trượng, rộng cũng có khoảng 10 trượng. Dương Diệp nhìn lướt qua, có ít nhất 100 bầu trời sao được vẽ trên các vách tường. Đây rốt cuộc là vật gì? Lúc này trong đầu mọi người đều thấy nghi ngờ. Lý Thủy Thủy đột nhiên trợn trừng mắt, dường như phát hiện ra bí mật gì. Mọi người xung quanh đều phát hiện ra sự khác thường của Lý Thủy Thủy. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Trong đó, Hàn Y cười nói. Tiểu nữ hài đã phát hiện ra điều gì? Đồng tử Lý Thủy Thủy hơi chuyển động, mà vào lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Nếu như phát hiện ra gì thì nói ngay đi. Lý Thủy Thủy hiển nhiên còn muốn giở trò, nếu như nàng làm vậy, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Ở đây, có người nào là chiếc đèn cạn dầu? Nếu như thực lực của Lý Thủy Thủy nàng cường đại thì cũng thôi, đáng tiếc, có thể nói nàng cùng Ốc U là yếu nhất ở đây. Thậm chí nếu như không phải vì Dương Diệp, Hàn Y cũng sẽ không mời các nàng tới. Bên cạnh Lý Thủy Thủy, Ốc U cũng trầm giọng nói. Nói thử xem. Rõ ràng, nàng biết điều hơn Lý Thủy Thủy. Hàn Y liếc nhìn Dương Diệp cùng Ốc U, sau đó mỉm cười, tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn Lý Thủy Thủy. Lúc này, Lý Thủy Thủy cũng ý thức được điều gì, thu hồi những tâm tư của mình. Nàng chỉ vào bức vẽ phía xa. Các vị tiền bối nhìn bản vẽ này thấy có gì khác thường. Mọi người nhìn về phía bức vẽ kia, nhưng trong mắt mọi người vẫn nghi ngờ. Hàn Y nhìn về phía Lý Thủy Thủy, cười nói. Tiểu nữ hài, người đừng thừa nước đục thả câu nữa, mọi người đang nóng ruột, người lại nói thẳng đi. Lý Thủy Thủy khẽ gật đầu. Ta từng xem qua địa đồ đại thiên vũ trụ của chúng ta ở trong thư viện của Vũ Đế Học Viện, đã từng có cường giả lấy lực vô thượng hội tụ nó thành bức vẽ bản thu nhỏ của đại thiên vũ trụ. Nói xong, nàng chỉ vào bản vẽ cách đó không xa. Đây là đại thiên vũ trụ của chúng ta. Tất cả mọi người nhìn về phía bản vẽ Lý Thủy Thủy chỉ, Dương Diệp cũng vậy. Kinh ngạc. Rất kinh ngạc. Nếu như Lý Thủy Thủy nói thật, vậy những bản đồ trời sao xung quanh chẳng phải là vô số vũ trụ giống đại thiên vũ trụ sao? Hơn nữa, trong đó có một ít bản đồ bầu trời sao còn lớn hơn đại thiên vũ trụ. Lớn hơn nhiều. Phía dưới còn có lối đi. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên có người nói. Mọi người bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía dưới kia tối đen, sâu không thấy đáy, căn bản nhìn không thấy gì. Có xuống không? Có người hỏi. Hàn Y trầm giọng nói. Tất nhiên rồi, nếu không, chẳng phải chúng ta đã phí công sao? Ai xuống trước đây? Lại có người hỏi. Hàn Y liếc nhìn người nói chuyện. Các vị, ta biết rất rõ ràng, tất cả mọi người muốn người khác đi thử nguy hiểm, đồ thì mình giữ lại. Nếu như tất cả mọi người ôm suy nghĩ này, vậy không cần phải nói nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công dã tràng. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, cùng nhau xuống, các vị không có ý kiến chứ? Tuy trong lòng mọi người đều có tính toán riêng, nhưng bọn họ không phải loại người có tầm nhìn hạn hẹp, tất nhiên biết bây giờ mọi người ầm ĩ nội chiến,
không hề nghi ngờ sẽ giống như Hàn Y nói, chỉ là công dã tràng. Cho dù muốn nội chiến, cũng chỉ có thể chờ tìm được nguyên thạch hoặc một ít vật chân quý mới có khả năng nội chiến được. Nội chiến. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng liên minh này chỉ mang tính tạm thời. Vậy còn những bức tranh này thì làm thế nào? Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Nghe vậy, ở đó lại im lặng. Tất cả mọi người biết rất rõ ràng, những bức họa này không phải là vật tầm thường, những bức tranh này là hình vẽ của rất nhiều vũ trụ, cho dù bây giờ bọn họ không dùng, nhưng lấy ra chắc chắn có thể bán với một giá tốt. Giống như thế lực lớn giống như Vũ Đế Học Viện cùng bốn nhà nhất định sẽ cần. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Y, bây giờ Hàn Y chính là người dẫn đầu nhóm bọn họ. Hàn Y suy nghĩ một lát, sau đó nói. Các vị, cá nhân ta kiến nghị vẫn không nên lấy đi. Vì sao? Có người lập tức hỏi. Hàn Y liếc mắt nhìn người kia. Người có mạng cầm, nhưng có mạng sử dụng sao? Bốn nhà lớn cùng Vũ Đế Học Viện và vài thế lực thần bí nhất định đã biết chuyện ở đây, bọn họ nhất định sẽ biết tới bức vẽ trên tường này. Đến lúc đó, người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua những bức họa này sao? Hay người cảm thấy chúng ta có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của bọn họ? Môi người kia khẽ giật, rõ ràng không cam lòng. Dương Diệp không khỏi liếc nhìn Hàn Y, người trước mắt này không bình thường. Ở trước sự cám dỗ này lại vẫn có thể không mất lý trí, cũng không ôm tâm lý cầu may. Phần tâm tính cùng lý trí này là rất hiếm có. Lúc này, Hàn Y lại nói. Các vị, ta nghĩ các vị nhớ kỹ các bức họa trước mắt này, chắc hẳn không quá khó khăn chứ. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, mình nhớ kỹ tất cả không phải được rồi sao? Kể từ đó sẽ được lợi ích, bớt phiền phức. Mọi người vội vàng quét sạch mọi thứ xung quanh, ghi nhớ lại tất cả những bức vẽ trên tường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và cũng ghi nhớ mấy thứ này, ghi nhớ sẽ không uổng công, có lẽ sau này có chỗ dùng được. Sau một khắc, tất cả mọi người đã ghi nhớ xong. Đi thôi. Hàn Y vừa dứt lời liền dẫn đầu chậm rãi đi xuống. Mọi người theo sát phía sau. Một ngọn lửa chậm rãi di chuyển theo mọi người, rất nhanh, mọi người cảm giác một hơi lạnh, mọi người càng thêm đề phòng. Tháp. Lúc này, chân của mọi người đã chạm đất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, ánh sáng của lửa không có cách nào tản ra, bởi vậy bên trong tầm mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy mấy người xung quanh. Đúng lúc này, két, phía xa đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo, ngay sau đó, âm thanh này liên tục vang lên, mọi người rất nhanh đã xuất hiện một ánh sáng màu trắng phía xa. Cánh cửa, mọi người thấy ở đó xuất hiện một cánh cửa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Hàn Y trầm giọng nói. Cẩn thận, mọi người khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cánh cửa kia. Trong tay của Dương Diệp lặng lẽ xuất hiện thêm một thanh kiếm. Trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Khi mọi người ở đây cách cánh cửa kia khoảng 4-5 trượng, đột nhiên có một âm thanh sắc bén chói tai từ trong đó truyền ra. Trong nháy mắt, mang tai của tất cả mọi người ở đó liền bị đập thủng, máu tươi lập tràn ra. Dương Diệp còn đỡ hơn một chút, bởi vì cơ thể hắn đủ mạnh mẽ để chặn lại tiếng sắc bén chói tai kia, nhưng cũng không chịu nổi, đầu đau giống như bị kim đâm vậy. Mà chuyện vẫn chưa kết thúc. Đầu người thứ ba bên phải của Dương Diệp đột nhiên nổ tung ra, máu tươi cùng óc lập tức bắn ra đầy đất, trong giây phút đó, người bên cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng cũng bị nổ đầu theo. Cảnh tượng xảy ra đột ngột làm cho tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ không kịp đề phòng, tuy nhiên mọi người phản ứng rất nhanh, tất cả đều lập tức lùi lại, nhưng ở trong quá trình lùi lại vẫn có đầu người không ngừng nổ tung ra, rất nhiều máu tươi cùng óc bắn ra xung quanh. Cảnh tượng như vậy vô cùng đẫm máu. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên chợt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác đầu mình lại muốn nổ tung. Cái quỷ gì vậy? Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc và bất chấp tất cả, giơ kiếm chém mạnh về phía trước. Suy! Một kiếm quang sáng như tuyết chợt lóe lên. Trong chớp mắt yên lặng. Đột nhiên! Ở đó bắt đầu chấn động mạnh, cảm giác như đất rung núi chuyển. Hai mắt Dương Diệp trợn tròn, bên trong tròng mắt đầy tơ máu. Mà vào lúc này, một bàn tay đỏ như máu đột nhiên đặt ở trên đầu Dương Diệp. Bàn tay đỏ như máu này đột nhiên xuất hiện khiến Dương Diệp thậm chí không kịp đề phòng. Nhìn thấy đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một bàn tay đỏ như máu, hai nàng Lý Thủy Thủy cùng Úc U biến sắc và lùi lại. Không chỉ hai người bọn họ, cho dù là Hàn Y cùng ba người khác cũng vội vàng lùi lại.
Trong chớp mắt, mấy người đã biến mất khỏi đó. Ở đó chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp không phải không muốn trốn, mà là trốn không thoát. Không có cách nào nhúc nhích. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp cho rằng bàn tay đỏ như máu kia muốn giết mình, nhưng chẳng bao lâu hắn phát hiện ra không phải vậy. Bởi vì đầu hắn vốn muốn nổ tung, nhưng bây giờ khi bàn tay đỏ như máu kia rơi vào trên đầu hắn tự nhiên bình tĩnh lại. Lực lượng thần bí muốn làm nổ đầu hắn biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp ngây người, hắn rất nhanh đã nghĩ đến một người. Tà vật. Bàn tay đỏ như máu kia tuyệt đối là của tà vật đang giúp đỡ hắn. Vì sao đối phương phải giúp đỡ hắn? Trong đầu Dương Diệp đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, một đường ánh sáng đỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, quả nhiên là tà vật này ra tay. Ánh sáng đỏ lướt đến cánh cửa kia chừng 10 trượng thì ngừng lại, thoáng cái, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Người rất thông minh. Chỉ trong giây lát đã phát hiện ra sự khác biệt của hắn. Nếu ngươi muốn giết hắn, ta cũng không phản đối, nhưng ngươi lại muốn đoạt xác hắn, thu hoạch cơ duyên số mệnh của hắn. Đúng lúc này, trong cánh cửa kia đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Diệp tập trung tinh thần nhìn lại, trong cửa kia có một con yêu thú kỳ lạ đi ra. Hình dáng bên ngoài của yêu thú hơi giống chim, nhưng nó tuyệt đối không có cánh, chỉ có hai chân cực cao, phải tới một trượng, bàn chân cực lớn và hiện lên hình quạt. Một điều đáng để nói là miệng nó có hình sắc nhọn và rất dài, giống như một cây kim dài. Mà hai mắt hắn hiện lên màu đen tuyền, ở trong đó hoàn toàn tối tăm giống như hai hố sâu màu đen. Đây là cái quỷ gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, con yêu thú kia đột nhiên cắn thẳng về phía ánh sáng đỏ, một cái cắn này hiển nhiên là muốn nuốt tà vật vào. Mặc dù chỉ là một cái cắn đơn giản, nhưng Dương Diệp phát hiện ra tốc độ của yêu thú này thật sự dọa người. Tuy hắn nhìn thấy động tác của đối phương, nhưng hắn biết rõ, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Mà vào lúc này, trong ánh sáng đỏ trước mặt Dương Diệp đột nhiên có một bàn tay đỏ như máu thò ra, trực tiếp đặt ở ngoài cái miệng sắc nhọn của yêu thú kia. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp, ánh sáng đỏ trực tiếp bị chấn động đến phía sau của hắn, yêu thú phía xa kia cũng bị đẩy đến bên cánh cửa kia. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, đây là yêu thú gì vậy? Thậm chí ngay cả tà vật này mà nó cũng có thể đẩy lui, mà vào lúc này, yêu thú kia lại lần nữa xuất hiện ở chỗ cánh cửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, thân hình lùi lại. Mà vào lúc này, yêu thú kia trực tiếp lao về phía hắn. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, giơ tay lên liền chém ra một kiếm. Suy! Một đường kiếm khí phá không rời đi. Đường kiếm khí này có tốc độ rất nhanh, lập tức chém ở trên thân yêu thú kia. Nhưng, kiếm khí ầm ầm nổ tung ra, yêu thú kia lại hoàn toàn không có việc gì. Đây là phòng ngự gì? Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, mà lúc này, yêu thú kia đã đi tới trước mặt của hắn, thoáng cái, Dương Diệp cảm giác một lực lượng khủng khiếp cuốn về phía hắn. Đúng lúc này, một bàn tay đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng cái đập về phía trước. Con dị thú này trực tiếp bị một đường ánh sáng đỏ chấn động tới cạnh cửa. Còn không mau đi. Đúng lúc này, bên tai Dương Diệp đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp ngây người, sau đó xoay người chạy. Từ. Đúng lúc này, một âm thanh sắc bén chói tai đột nhiên vang lên ở trong không trung. Theo tiếng này vang lên, cơ thể Dương Diệp trực tiếp cứng đờ, xoay người, thất khiếu chảy máu. Không chỉ có vậy, đầu hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Gào. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thiên Long hộ thể. Sau khi có Thiên Long hộ thể, Dương Diệp lập tức cảm giác thân thể mình khá hơn một chút, hắn không dám ở lại thêm, thân hình hắn lóe lên và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía xa. Mà khi Dương Diệp muốn xông ra khỏi di tích thần bí kia, con dị thú kia đột nhiên xuất hiện ở lối ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều, cho dù hắn cộng thêm thần dực vẫn kém hơn đối phương. Trốn không thoát. Điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là yêu thú kia tuyệt đối không ra tay, chỉ đứng đó nhìn hắn, rõ ràng đối phương đang kiêng kỵ tà vật phía sau hắn. Mà tà vật phía sau Dương Diệp cũng không ra tay, lúc này tình hình có chút giằng co. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta cảm thấy mọi người có thể bình thường cố gắng nói chuyện.
ra ngoài lăn lộn thì chú ý dĩ hòa vi quý, ngươi nói xem. Hắn muốn đầu của ngươi, ngươi đi nói với hắn đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là tà vật này. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao? Tà vật này khẽ nói. Trên người ngươi có vật kia ở trên người ngươi có nghĩa là ngươi có khí vận lớn, cơ duyên lớn, hắn ngửi được. Nhưng con súc sinh này không biết, hắn đoạt xác ngươi chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, bởi vì hắn không biết vật kia lợi hại thế nào, chỉ biết nó đại biểu cho số mệnh, đại biểu cho cơ duyên nên muốn có. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp biết thứ tà vật này nói tới chính là Hồng Mông Tháp. Không chỉ con dị thú này, ngay cả tà vật này cũng muốn thu được, khác nhau là tà vật biết Hồng Mông Tháp lợi hại, con dị thú này không biết. Điều này cũng có chút lúng túng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Làm sao bây giờ? Hắn dĩ nhiên là đang hỏi tà vật này. Không biết. Tà vật này khẽ nói. Ngươi đánh không nổi nó sao? Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy tà vật này tuyệt đối là đặc biệt lợi hại, ngay cả lão tổ còn không sợ thì có thể không lợi hại sao? Vì sao ta phải liều mạng với nó? Tà vật này hỏi ngược. Dương Diệp nghe vậy liền sửng sốt, đúng vậy. Vì sao người ta phải liều mạng với con yêu thú kia vì hắn? Vẫn là dựa vào mình tốt hơn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía cánh cửa phía xa kia, nơi đó có lẽ có một lối ra, đương nhiên cũng có lẽ là một con đường chết, bất kể lối ra hay là chết đường, bây giờ hắn đều phải đi. Bởi vì ngoại trừ con đường này, hắn đã không còn đường nào khác. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu thú kia, lúc này, không gian xung quanh yêu thú kia đã bắt đầu chấn động. Rõ ràng đối phương không nhịn được, đã muốn ra tay. Dương Diệp hơi lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay vẫy một cái, trong phút chốc, hơn 10 thanh kiếm khí xuất hiện ở đó, cùng lúc đó, một lực lượng thần bí cũng xuất hiện. Kiếm vực, giết chết. Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, những kiếm khí hóa thành từng kiếm quang bắn nhanh về phía yêu thú kia. Bản thân Dương Diệp lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía cánh cửa. Có những kiếm khí tạm thời kiềm chế, Dương Diệp thuận lợi bước vào trong cánh cửa kia, bên trong cánh cửa có động tiên khác. Ở trước mặt Dương Diệp là một hành lang dài không thấy điểm cuối, Dương Diệp không hề do dự, trực tiếp lao nhanh về phía hành lang màu, cùng lúc đó, từng kiếm quang không ngừng từ trong cơ thể hắn nhanh chóng hiện ra, bắn nhanh về phía sau. Sau lưng hắn, con dị thú này giống như nổi điên đuổi theo về phía hắn. Tuy kiếm khí của Dương Diệp không có cách nào tổn thương đến con dị thú này, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một lát, nhờ đó Dương Diệp đã biến mất ở cuối hành lang. Con dị thú này đột nhiên ngừng lại, nó nhìn vào điểm cuối, trong mắt đầy vẻ tàn ác, sau đó không ngừng điên cuồng gầm rú. Nhưng Dương Diệp lại không quay đầu lại. Cuối hành lang là một gian đại điện rộng lớn, trong điện lóe ra ánh sáng màu sắc rực rỡ. Ở trên vách tường xung quanh có gắn từng bảo thạch với màu sắc khác nhau. Không chỉ trên vách tường, ngay cả trên mặt đất cũng vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy có một quan tài thủy tinh cách đó không xa. Quan tài. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới. Khi hắn đi tới trước quan tài này, quan tài cũng là do bảo thạch thần bí chế tạo thành, bởi vì là quan tài được đậy lại nên hắn không nhìn thấy cảnh bên trong. Hơn nữa, Dương Diệp phát hiện, thần thức của hắn không thể xuyên qua quan tài này. Mở ra sao? Dương Diệp có chút do dự, hắn quả thật rất tò mò, bởi vì trong này có thể là người tiền sử trong truyền thuyết kia, nhưng về phương diện khác, hắn biết rõ một điểm, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Về phần yêu thú kia, Dương Diệp phát hiện yêu thú kia không đuổi theo, dường như đang kiêng kỵ thứ gì đó. Nhưng đối phương cũng không rời đi, không ngừng ở phía sau tức giận gào thét. Dương Diệp biết đối phương nhất định đang kiêng kỵ gì đó, cho nên không dám đi vào. Hắn thu hồi ánh mắt và liếc nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung ở trên vách tường, trên đó là một bản đồ tinh không khác hẳn với bên ngoài. Dương Diệp đi tới dưới bức tường này, hắn ngẩng đầu nhìn bản đồ tinh không, phía trên có rất nhiều điểm đen lớn chừng ngón cái, những điểm đen này đều là tinh cầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí chính giữa. Nơi đó có một tinh cầu khổng lồ lại hiện lên màu xanh lam. Đây là chỗ chúng ta đã từng ở. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp sửng sốt, rất nhanh, hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía quan tài.
Rắc rắc. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, nắp quan tài này khẽ động. Giờ phút này, Dương Diệp cảm thấy sởn tóc gáy. Loại cảm giác này giống như khi mới gặp tà vật. Dương Diệp hắn không phải là một người nhát gan, nhưng chuyện này không liên quan tới việc to gan hay nhát gan. Đối với chuyện cùng sự vật không rõ, mọi người ngoại trừ tò mò, thật ra phần lớn cũng có chút kiêng kỵ. Dương Diệp cố trấn tĩnh, sau đó nhìn về phía quan tài này, nắp quan tài này mở ra, nhưng không có ai đi ra. Đó là chỗ ở trước kia của chúng ta. Giọng nói kia đột nhiên lại nói. Trước kia, khi vũ trụ tăng lên sau đó nổ mạnh, tiếp theo, xuất hiện rất nhiều vũ trụ, vẫn có các loại vị diện, các loại thế giới thứ nguyên, nhưng lúc mới bắt đầu, những vũ trụ, những vị diện, những thế giới thứ nguyên này đều không có sinh mạng. Nói đến đây, âm thanh này ngừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn quan tài này, sau đó nói, sau đó thì sao? Sau đó, bên trong quan tài này truyền ra âm thanh. Lúc đầu, tinh cầu của chúng ta xuất hiện sinh mạng, cuối cùng trải qua vô số năm phồn hoa cùng tiến hóa, những sinh mạng này có trí tuệ, sau đó bọn họ bắt đầu sáng tạo, tiếp theo, thời đại đó xuất hiện văn minh võ đạo, văn minh tu tiên, văn minh khoa học kỹ thuật. Vì sao cuối cùng tất cả đều biến mất? Dương Diệp lại hỏi. Cướp đoạt. Âm thanh này khẽ nói. Năng lượng của một tinh hệ không phải vô cùng vô tận. Bất kể là văn minh võ đạo hay văn minh tu tiên, thậm chí là văn minh khoa học kỹ thuật, bọn họ đều đang điên cuồng cướp đoạt tinh cầu địa phương của bọn họ. Ngay lúc đầu tinh cầu không chịu nổi gánh nặng này, đến cuối cùng là cả tinh hệ, sau đó là cả vũ trụ. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào quan tài này. Sau đó chính là hủy diệt. Âm thanh này khẽ nói. Bất kể là văn minh võ đạo, văn minh tu tiên, hay là văn minh khoa học kỹ thuật, bọn họ đều cảm thấy mình đã chiến thắng vũ trụ bao la, vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận này, bọn họ có thể không ngừng cướp đoạt. Nói đến đây, âm thanh này dừng lại một lát mới hỏi. Ngươi cảm thấy mọi người cướp đoạt như vậy có đúng không? Dương Diệp im lặng. Đúng hay sai? Khó có thể nói được. Bất kể là sinh mạng nào muốn sinh tồn, phải tăng cao, tất nhiên cũng muốn cướp đoạt. Giống như Dương Diệp hắn cũng đang cướp đoạt linh khí trong trời đất này. Nếu hắn không cướp đoạt thì hắn sẽ chết, không chỉ có hắn, văn minh khác cũng vậy. Đối với vũ trụ này, bọn họ là đúng, nhưng đối với bản thân bọn họ không sai. Lúc này, âm thanh này lại nói. Vũ trụ cũng có sinh mạng, chúng ta điên cuồng cướp đoạt nó dĩ nhiên không đáp ứng. Nhưng ở thời đại kia, bất kể là văn minh võ đạo hay văn minh tu tiên, thậm chí là văn minh khoa học kỹ thuật, vũ trụ có thể chinh phục bọn họ. Sức người thắng trời, khi đó những lời này đặc biệt phổ biến. Nhưng kết quả sự thật là từng văn minh lần lượt biến mất. Dương Diệp trầm giọng nói. Ai làm, linh của vũ trụ này sao? Linh của vũ trụ. Âm thanh này nói. Ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng tưởng vậy, nhưng không phải vũ trụ mênh mông có rất nhiều thứ mà chúng ta còn chưa biết. Dương Diệp vẫn muốn hỏi thêm, mà lúc này âm thanh này đột nhiên nói. Ngươi là loài người sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng. Âm thanh này khẽ nói. Trước đây khi chúng ta rời đi đã có hiền sư tiên đoán, hệ ngân hà sẽ sinh ra sinh mạng mới, sinh mạng này sẽ trở thành chủ nhân của hệ ngân hà. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là loài người các ngươi. Hiện tại loài người các ngươi đã phát triển đến trình độ nào? Trình độ nào? Dương Diệp không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này, âm thanh này lại nói. Ở trong loài người các ngươi, ngươi tính yếu hay mạnh? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Không phải quá mạnh, cũng không phải quá yếu. Vậy chính là bình thường. Âm thanh này nói. Nói thế, con đường tu hành mà loài người đi được còn chưa quá dài. Dương Diệp khẽ nói. Các hạ, các ngươi đi nơi khác hay đã hoàn toàn biến mất? Âm thanh này im lặng, qua một hồi lâu, âm thanh này mới nói. Di chuyển năm đó chúng ta bắt đầu di chuyển tới vũ trụ khác, nhưng chúng ta cuối cùng phát hiện ra số phận vẫn giống như vậy. Rất nhiều đại hiền sư của chúng ta đã trả giá bằng sinh mạng lén nhìn bí mật bên trong vũ trụ, nhờ vậy chúng ta phát hiện ra một việc. Chuyện sinh mạng sao? Dương Diệp hỏi. Quy luật. Âm thanh này khẽ nói. Ở trên tinh cầu có quy luật tự nhiên. Loại quy luật này ví dụ như sinh lão bệnh tử, ví dụ như xuân hạ thu đông, ví dụ như mưa tạnh trời quang, những điều này đều là quy luật.
mà ở trong tinh không có quy luật của vũ trụ. Những văn minh trước kia đã từng có thể phá tan quy luật tự nhiên, nhưng, theo ta được biết, vẫn không có bất kỳ một văn minh nào có thể phá tan quy luật vũ trụ. Quy luật vũ trụ là gì? Dương Diệp lại tò mò. Âm thanh này im lặng. Dương Diệp liếc mắt nhìn quan tài này, người này không phải cố tình làm người khác tò mò chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.